Thái cổ thần vương chương 1382 Sống trên đời cũng có vài lần rơi lệ, ầm, một tiếng động lớn vang lên, thân thể nhiếp vân thường đập mạnh lên người thanh nhi. Lực lượng đáng sợ khiến cho cả hai cùng bay ra ngoài, thân thể hoàng hữu địch rơi xuống đất khiến cho ba đại cường giả khiếp sợ. Giờ phút này, khi đóng lấy thân thể hoàng hữu địch, trong lòng bọn họ đều dâng lên sợ hãi, không ngờ nàng lại bất chấp mọi hậu quả giết chết hoàng hữu địch của cửu hoàng tiên quốc. Giờ phút này, người được thiên hạ xưng là thiên hạ có địch thiên kiêu của thánh viện lại cứ thế chết đi sợ rằng người kiêu ngạo như hắn lại chưa từng nghĩ đến mình sẽ chết trong tay một nữ tử tên là thanh nhi hắn từng rất cuồng ngạo đứng trước mặt quân mộng trần tuyên bố thanh nhi chính là nữ nhân của hoàng huynh hắn cho nên không chưa từng quan tâm nàng là ai nhưng đến trước khi chết kia hắn mới biết được nữ tử tên thanh nhi này có thể lấy mạng của hắn một thắc kia hắn đã hối hận vì sự cuồng ngạo của hắn khiến hắn phải để lại mạng ở thánh viện. Hoàng vô địch cùng Mạc Tử Yên ngừng chiến đấu, thân thể bọn họ lóe lên bay về hai phía khác nhau. Hoàng vô địch đi tới trước người Hoàng hữu địch còn Mạc Tử Yên đi tới trước người nhiếp vân thường. Hoàng vô địch ôm lấy thi thể của Hoàng hữu địch, mắt lộ ra sự bi thương nồng đậm. Tuy hắn không thích vị hoàng đệ kiêu ngạo hống hách, luôn không tôn trọng hắn, trong mắt chỉ có huynh trưởng hoàng sát thiên nhưng hoàng hữu địch và hắn là thân sinh huynh đệ hai người cùng phụ cùng mẫu còn hoàng sát thiên chỉ là huynh đệ cùng cha khác mẹ cho nên hai người bọn họ một người là có địch một người là vô địch hoàng hữu địch luôn tự đại cho rằng một ngày nào đó hắn sẽ sớm vượt qua vị huynh trưởng này bởi vậy hắn chưa từng tôn trọng hoàng vô địch trong mắt hắn chỉ có sự kính lễ đối với hoàng sát thiên nhưng hắn vẫn là đệ đệ ruột thịt của hoàng vô địch bây giờ lại chết đi như vậy không ngờ con gái của Trường Thanh lại thật sự dám giết, nhiếp vân thường chưa chết, trên người nàng vẫn còn một hơi thở. Tiên thai nàng bị nghiền nát, sinh cơ bị chặt đứt, mất đi khí tức điên cuồng. Nàng miễn cười nhìn Thanh Nhi cùng Mạc Tử Yên, cuối cùng ta cũng đã đưa ra lựa chọn, nhiếp vân thường cười thảm nói. Sau khi nghe những lời Mạc Tử Yên nói, nội tâm nàng liền sinh ra sự chất vấn mãnh liệt. Nàng từng nghi ngờ chính mình nhưng sự oán hận không thể nào biến mất mãi đến khi nàng nhìn thấy thanh nhi không tiếc bất cứ giá nào muốn giết hoàng hữu địch cho có ba đại cường giả phía sau công kích cũng muốn vì nàng mà giết hắn giờ phút này nhiếp vân thường rốt cuộc đã hiểu rõ cái gì gọi là dối trá tất cả những điều đó chỉ là suy đoán của nàng mà thôi cho dù nàng có đem đau sắc cắm vào trái tim thanh nhi thì thanh nhi cũng không hận nàng nếu như vậy những thứ nàng làm lúc này có là gì người đã lựa chọn đường sống thì cần gì quay đầu lại mạc tử yên đau lòng nói ta chung quy vẫn là đệ tử của sư tổn. Nếu như lão nhân gia mang ta đuổi khỏi sư môn, chỉ sợ là đến chết ta cũng không cam lòng, nhiếp vân thường ngẩng đầu nhìn trời. Hình như nàng thấy được khuôn mặt hiền từ của sư tôn. Nàng nhìn thanh nhi, trong mắt lộ ra ý cười, sau đó nhiếp vân thường nhìn lên không trung, nụ cười càng ngày càng sáng lạng, giống như được giải thoát. Nàng cả đời huy hoàng, từng là thiên kiêu chói mắt, tuy có ngắn ngủi nhưng cũng đã phát sáng, sư tỷ, vì sao? Thanh Nhi thống khổ nhắm mắt lại, lòng nàng đau như cắt, nhiếp vân thường không trả lời. Sinh cơ của nàng dần dần biến mất nhưng đôi mắt của nàng vẫn rất đẹp, không có tiên thai chống đỡ, lục phủ ngũ tạng bị nghiền nàng, tiên lực mất đi, người nàng tất nhiên đã không còn gì chống đỡ được, cái chết đã đến rất gần với nàng, trên mặt đất xuất hiện từng hồi chấn động. Hướng chân trời phía xa, xuất hiện một thân ảnh to lớn. Nhìn thấy bóng người khổng lồ này, nhiếp vân thường nói nhỏ, tình lang của ngươi đã tới tìm ngươi, dứt lời, hai mắt nàng từ từ nhắm lại, khí tức sinh mệnh liền biến mất không lưu lại một dấu vết, hoàng vô địch ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn cũng đã thấy được một thân ảnh cự nhân. Trong mắt hắn xuất hiện sát ý rất mạnh nhìn về phía thanh nhi, lạnh lùng nói, giết không tha, ầm, một chưởng ấn khủng khiếp đánh ra, che lấp cả bầu trời. Cường giả đấu chiến thánh tộc đi tới bên cạnh Mạc Tử Yên nói, đi, Mạc Tử Yên tiếp lấy thân thể nhiếp vân thường. Lực lượng không gian đáng sợ bao lấy thân thể nàng, sau đó thân thể các nàng lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía xa, ký tức trên người Hoàng Vô Địch đáng sợ tới cực điểm. Hắn lao nhanh như một tia chớp, điên cuồng đuổi giết đám người Mạc Tử Yên, hiển nhiên đám người Mạc Tử Yên muốn nhanh chóng tụ họp với người khổng lồ kia. Như vậy làm sao hắn có thể để như vậy được, một khi Tần Vấn Thiên và những người này cùng hội tụ thì bọn họ càng khó giết chết những người này là người am hiểu lực lượng không gian nên tốc độ của các nàng rất nhanh, nhất là nhân vật cường đại như Mạc Tử Yên. Lực lượng không gian không ngừng chớp động, bọn họ càng đi càng xa, chỉ có Hoàng Vô Địch cùng ba đại cường giả mơ hồ có thể theo kịp bước chân của đám người Mạc Tử Yên. Tiếng nổ lớn vẫn vang lên, mắt đất càng lúc càng rung rẩy lợi hại. Mạc Tử Yên nhanh chóng đi về phía thân ảnh cự nhân, một lúc sau, hình như cự nhân cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của các nàng, liền chạy một đường thẳng tắp đến vị trí của mạc tử yên quả nhiên tần vấn thiên đã biết phương hướng của thanh nhi và mạc tử yên bên cạnh hắn còn có ba đại cao tăng của vấn tâm tự những vị cao tăng này nắm giữ phật môn bí pháp vô cùng uy năng và kỳ diệu cuối cùng tần vấn thiên đã cùng các nàng hợp lại khi nhìn thấy thanh nhi trong mắt tần vấn thiên lộ ra nụ cười sáng lạn mặc dù có chút tiều tụy nhưng nàng không bị thương nên hắn rất vui vẻ chỉ có điều sau khi nhìn thấy thi thể của nhiếp vân thường được Mạc Tử Yên ôm bên cạnh hắn liền biến sắc, lập tức phi đến trước người Mạc Tử Yên, nhìn thi thể trên tay nàng không biết nói gì, trầm mặt không nói gì. Vân thường sư muội chết trận, Mạc Tử Yên mở miệng nói một câu. Nàng không có nhắc đến việc nhiếp vân thường phản bội. Dù sao người cũng đã chết, nàng không hy vọng nhiếp vân thương bị người đời phỉ nhổ, nàng sẽ không nói, thanh nhi cũng sẽ không nói, kể cả với tần vấn thiên thậm chí cường giả đấu chiến thánh tộc cũng sẽ không nói ra, bởi bọn họ biết vì sao nhiếp vân thường chết nên bọn họ sẽ tôn trọng nàng. Tần vấn thiên nhìn thi thể nhiếp vân thường. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại lại vì cuộc chiến tranh này mà chết. Cuối cùng thì ai đã sai, chúng ta cần tiếp tục đi về phía trước. Tần vấn thiên trầm mặt chốc lát nói, không thể có tổn thất nữa. Khoản nợ này chúng ta sẽ cùng nhau thanh toán sau. Đương nhiên Mạc Tử Yên hiểu rõ, việc cấp bách nhất là mang tất cả mọi người chạy thoát thân để tụ hợp với những người còn lại thậm chí tần vấn thiên chưa kịp nói chuyện cùng với thanh nhi đã trực tiếp hóa thành người khổng lồ đi về phía trước từng tiếng nổ lớn vẫn vang lên bọn họ một đường tiến về phía trước dọc đường có rất nhiều người chạy đến tụ hợp mãi đến khi chạy đến nơi thâm viên này mới quyết định dừng chân nghỉ ngơi đã trải qua không ít ngày đứng trên cổ sơn nhìn ra phía xa có thể thấy được thế giới sông băng vô tận giống như không có điểm kết thúc vậy. Bọn họ quyết định không thâm nhập vào sâu bên trong nữa, nếu đã chạy đủ xa thì đối phương sẽ không truy sát vào sâu như vậy. Thanh Nhi tỷ tỷ, hình như có cái gì không đúng. Lúc này, Mạc Quynh Thanh đứng bên cạnh Tần Vấn Thiên, nhìn bóng người tuyệt mỹ trên ngọn núi phía xa. Mấy ngày này, Tần Vấn Thiên cũng cảm giác được Thanh Nhi có điều khác thường. Thanh Nhi vẫn luôn lạnh lùng vì đơn giản trước nay nàng vẫn thế, nhưng sau đó hắn lại dần dần phát hiện ra có chút không đúng ngươi đi xem mạc khuynh thành lôi tay tần vấn thiên ôn nhu cười nói được tần vấn thiên gật đầu thân hình lóe lên đi tới phía đỉnh núi hắn lặng lẽ đứng bên cạnh thanh nhi cùng nàng lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh phía xa hắn tận lực không quấy rầy nàng gió lạnh thổi qua khiến quần áo của bọn họ bị thổi tung nhưng hai người cũng không cảm nhận được tần vấn thiên dựa sát vào thanh nhi để cho nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn thân thể thanh nhi hơi nghiêng vào vai tần vấn thiên muốn tìm một vị trí thoải mái để dựa tần vấn thiên ôm eo nàng để đầu của nàng gối lên vai mình thanh nhi chúng ta cùng ngồi tần vấn thiên nhỏ giọng nói thanh nhi nhẹ nhàng gật đầu hai người ngồi xuống thân thể thanh nhi dựa sát vào người của tần vấn thiên hắn thuận thế ôm nàng vào lòng giờ phút này trong lòng hắn không hề bình tĩnh như hắn biểu hiện bên ngoài thanh nhi vẫn lạnh như băng nàng là người kiên cường độc lập từ trước đến nay chưa từng đối với hắn như vậy, một tích tắc nàng, hắn đã cảm nhận được sự yếu đuối của nàng, vấn thiên, chúng ta đã sai lầm sao, thanh nhi khẽ nói. Nàng gối lên đùi tần vấn thiên, đối mắt xinh đẹp nhìn về phía xa, thế giới này vốn không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Một số việc căn bản chúng ta không thể khống chế được. Trong thánh viện không ít người giống như hổ đó nhìn chầm chầm vào ngươi, nhưng sư tỷ, sư muội trong sư môn đều đứng bên cạnh ngươi, chiến đấu vì ngươi ngươi chắc chắn biết ơn đồng thời quý trọng phần tình cảm này nhưng cũng không cần tự trách bản thân mình bởi vì đó là các nàng đối với ngươi có tình cảm nếu như các nàng gặp khó khăn ta tin rằng ngươi cũng không hề khước từ mà đứng bên cạnh không phải sao tần vấn thiên là người tâm tư nhạy cảm làm sao hắn lại không biết thanh nhi nghĩ đến điều gì cái chết của nhiếp vân thường đối với nàng là một chấn động lớn nhưng cuối cùng các nàng bởi vì ta mới bị cuốn vào cuộc chiến tranh này thanh nhi vẫn luôn tự trách nàng không thể quên được lời nói của nhiếp vân thường nàng không quên được dáng vẻ tươi cười trước khi chết của sư tỷ mình tần vấn thiên biết rằng hắn có khuyên như thế nào cũng không có tác dụng bản thân điều này cũng chính là vấn đề khó giải quyết trên thực tế hắn cũng đã từng tự hỏi chính mình nếu như sau này xảy ra chuyện tương tự hắn có thể làm tốt hơn không không để cho bằng hữu của mình bị dồn ép như vậy không? Hắn không biết và cũng không ai trả lời được câu hỏi này, hắn chỉ có thể khiến bản thân trở nên cường đại hơn. Như vậy không ai dám mắc nạt người bên cạnh hắn. Nếu hắn không đủ cường đại thì phải luôn duy trì cảnh giác. Tần Vấn Thiên cúi đầu nhìn Thanh Nhi, phát hiện trong con ngươi xinh đẹp của nàng đã lệ ngân trong suốt. Nàng kiên cường như vậy, nhưng lúc này nằm trong ngực của hắn lại để lộ ra sự yếu đuối của mình. Thanh Nhi nước mắt cũng có lúc là thuốc trị thương tốt nhất tần vấn thiên ôm nhu nói mang thanh nhi ôm chặt hơn chút nữa nước mắt thanh nhi không ngừng rơi xuống thân thể giật giật đổi lại tư thế cuối cùng chui vào trong lòng tần vấn thiên ôm chặt lấy hắn có lẽ chỉ khi ở trước mặt người mình thương nàng mới có thể buông bỏ tất cả ngụy trang buông bỏ sự kiên cường của mình tần vấn thiên ôm thân thể mềm mại trong lòng dường như trái tim hắn đã dung hòa với sự bi thương của nàng lúc này hắn ngắm nhìn phong cảnh phía xa thế gian này dù bất kỳ cảnh sắc nào cũng không thể đẹp bằng nước mắt của thanh nhi nước mắt của nàng chứa đựng tình cảm thắm thiết cuối cùng đám người tần vấn thiên cũng lên đường hắn vẫn hóa thân thành người khổng lồ đứng trên hai vai hắn là thanh nhi và mạc khuynh thành các cường giả bay xung quanh hắn lao thẳng đến khu vực trung tâm thánh viện trên đường đi có rất nhiều người chạy đến tụ hợp với đội ngũ của bọn họ cho đến lúc trở lại thánh viện mọi người nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên như vậy trong lòng sinh ra chấn động tần vấn thiên mang theo hai vị gia nhân đã trở về không chỉ trở về bọn họ còn bắt đầu lục soát cường giả liên minh bạch hổ tộc lần này tất cả bọn họ đã hội tụ một chỗ tiến hành truy sát ngước lại chờ đợi sau đó lại là một hồi tinh phong huyết vũ phía bên trong thánh viện có mấy nhân vật thiên kiêu gặp phải đám người tần vấn thiên liền bị giết chết không chút lưu tình hai đại yêu bạch hổ lại bị nướng chính một lần nữa tần vấn thiên cùng mọi người vây quanh một chỗ nướng thịt bạch hổ một mùi thơm bay vào mũi những cường giả đứng xem phía xa khiến ai nấy cũng thèm nhỏ giải nhưng trong trong lòng họ cũng không ngừng chấn động thầm nghĩ tất cả đều là kẻ điên sau đó tin tức hoàng hữu địch đã ngã xuống truyền vào thánh viện khiến cho cả thánh viện kinh sợ hoàng hữu địch là nhân vật như thế nào hắn chính là người có thiên phú đứng thứ hai trong thế hệ này của cửu hoàng tiên quốc hắn là đệ đệ của tuyệt đại thiên kiêu hoàng sát thiên hoàng hữu địch lại bị giết chết. Tin tức này đối với nhiều người giống như sấm sét giữa trời quan. Đám người tần vấn thiên không dám tiêu diệt bạch hổ tộc mà ngay cả hoàng hữu địch cũng dám giết, điều này quá điên cuồng. Nếu như để hoàng sát thiên biết được đệ đệ của hắn bị giết chết, không biết hắn sẽ nổi giận tới mức nào. Không biết có biến thánh viện trở thành biển máu hay không, tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền vào thông thiên giới, sau đó truyền khắp bốn tòa thánh viện khiến cho rất nhiều cường giả trong đội ngũ Liên Minh Bạch Hổ tộc khủng hoảng. Bọn họ đã điên cuồng truy kích và bao vây tấn công đội ngũ Liên Minh Nam Hoàng thị, sau đó chờ Tần Vấn Thiên đi từ trong Thông Thiên Tiên bản ra trực tiếp giết chết. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, sau khi Tần Vấn Thiên đi ra thì chính là ác mộng của bọn họ. Đám người tàn vấn Thiên ăn nướng thịt bạch hổ, lực lượng trong cơ thể tăng lên rất nhiều. Mạc Khuynh Thành có cảnh giới thấp nhất nên nhận được lợi ích lớn nhất không ngờ chỉ ăn cũng đã phá cảnh bước vào cảnh giới tiên thai nhị trọng đương nhiên cảnh giới của nàng tăng lên cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì đến trận chiến đấu này nhưng có thể thấy mặt khuynh thành dần trở nên mạnh mẽ tần vấn thiên vẫn rất cao hứng chúng ta mau chóng đi đến hai tòa thánh viện mang tất cả mọi người tập trung lại một chỗ tần vấn thiên mở miệng nói mọi người đều gật đầu hy vọng sớm ngày tụ hợp cùng với đồng môn đủ rồi trong hư không một uy áp vô thượng hạ xuống đó chính là quy tắc thánh viện. Giờ phút này, cổ uy áp này đã bao phủ bốn tòa thiên đạo thánh viện, bao gồm cả thông thiên giới. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong thánh viện có nhiều địa phương tu hành. Các ngươi lại không tiếc bất cứ giá nào vi phạm quy tắc thánh viện, muốn mở cuộc chiến sinh tử, hiện tại hai bên đều tử thương thê thảm, đã nhận đủ giáo huấn chưa? Âm thanh uy nghiêm rơi vào tai của tất cả mọi người mặc dù âm thanh uy nghiêm nhưng mọi người đều không đồng tình đã tu hành thì phải có tranh đấu như vậy mới có thể nâng cao thực lực của bản thân nếu không thông thiên giới cũng sẽ không tồn tại quy tắc thánh viện vẫn luôn trong chừng điểm mấu chốt của mình chính vì thế tính mạng của bọn họ mới được bảo vệ từ giờ phút này trở đi bất kỳ ai cũng phải dừng hết chiến đấu lại ta sẽ cho các ngươi biết được vị trí của bằng hữu các ngươi muốn tranh đấu tùy các ngươi nhưng phải nhớ kỹ cho ta không được phép vi phạm quy tắc thánh viện nếu không sẽ bị trục xuất. Âm thanh uy nghiêm vừa dứt, sắc mặt của tất cả đám người tần vấn thiên đều trở lên ngưng trọng. Chẳng lẽ tất cả đều phải dừng sát phạt sao? Như vậy, thì những bằng hữu đã ngã xuống phải làm thế nào? Bọn họ không cam lòng nhưng đồng thời cũng mơ hồ trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Trận chiến đấu này đã khiến tất cả mọi người căng thẳng, bọn họ không biết khi nào bằng hữu của mình sẽ ngã xuống, thậm chí không biết khi nào mình sẽ chết trận bọn họ không ai quên rằng mình còn có một đại địch hoàng sát thiên nếu như hắn xuất hiện thì ai có thể ngăn cản bởi vậy giờ phút này tâm tình của bọn họ tràn ngập sự mâu thuẫn không cam lòng nhưng lại cảm thấy không còn gánh nặng trên bầu trời xuất hiện một án đồ cực lớn mênh mông vô biên tất cả mọi người liếc mắt nhìn qua liền biết đây là cái gì án đồ này chính là thánh viện đồ bốn tòa đại thánh viện đều được vẽ lên trên đó chính xác thì đây là ảnh ngược của thánh viện nói đơn giản chính là giờ phút này mọi người đều thấy được thân ảnh ngược của chính mình trong hình vẽ này cả tòa thiên đạo thánh viện chấn động bọn họ lại có thể nhìn thấy được tất cả mọi người rất rõ ràng có người thở dài nói thánh viện này tồn tại giống như thần linh vậy quả nhiên không gì không làm được vị trí của sư tỷ người của cơ đế môn chỉ vào mấy phương hướng nói vân hy ở nơi nào có cả sên ca nữa người nam hoàng thị nói cường giả đấu chiến thánh tộc cũng thấy được đồng bạn của mình tần vấn thiên thấy được luyện ngục và tiểu hỗn đảng không ngờ bọn họ đang ở cùng nhau trốn ở một địa phương đặc biệt hẻo lánh hắn thấy được hoa thái hư và tử tình hiên thậm chí thấy được một nơi chiến đấu đang diễn ra chỉ có điều chiến đấu lại bất chợt dừng lại bọn họ ngẩng đầu nhìn trời hiển nhiên là nghe thấy được âm thanh uy nghiêm của thánh viện sau đó tần vấn thiên nhìn thấy đám người hoàng vô địch và bạch mâu trong mắt hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng, hoàng sát thiên hình như không ở đây. Chắc hẳn hắn đang ở trong bí cảnh nào đó để tu hành, phía xa có người mở miệng nói, nhìn nơi này, có người chỉ về phía bí cảnh. Không ngờ bốn đại cường giả vạn ma đảo đang bảo vệ bí cảnh lại trực tiếp ngồi xuống tu hành, sau đó từ bên trong bí cảnh, xuất hiện một bóng người tao nhã bước ra chậm rãi, người này chính là Hoàng Sát Thiên, Hoàng Sát Thiên đã đi ra, giờ phút này, vô số ánh mắt rơi trên người hoàng sát thiên sợ rằng tin tức hoàng hữu địch đã ngã hắn còn không biết người cử hoàng tiên quốc bạch hổ tộc thiên lam tiên quốc đều nhìn về vị trí của hoàng sát thiên trong thánh viện này có lẽ sẽ có một số người vô lễ với hoàng sát thiên nhưng sau trận chiến đấu kia không thể nghi ngờ người chiếm danh tiếng nhiều nhất chính là hoàng sát thiên hoàng sát thiên chậm rãi bước ra toàn thân hắn giống như được quy tắc bao phủ hắn bước về phía bốn cường giả vạn ma đảo. Bốn vị cường giả đồng thời đứng dậy, trong phút chốc ma uy ngập trời, hoàng sát thiên đánh ra một quyền, nhân hoàng xuất hiện, quan sát thiên địa, đồng thời hướng bốn đại ma tu đánh ra nhân hoàng quyền, đại khí bàn bạc trùng trùng điệp điệp, nhưng mà bốn đại ma tu có thể vây khốn được hoàng sát thiên thì sự lợi hại của bọn họ không ai có thể phủ nhận được. Bọn họ đánh ra lực lượng huyết sắc giống như một chiếc lồng giam, chém giết công kích của Hoàng Sát Thiên. Chỉ có điều, lúc này hoàng sát thiên được nhân hoàng phụ thể hắn hóa thân thành nhân hoàng mang theo công kích giống như nhân hoàng nghiền ép tất cả mọi thứ một trận chiến đấu khủng khiếp diễn ra khiến cho hư không rung chuyển mặc dù mọi người chỉ đứng từ phía xa quan sát nhưng lại dường như có thể cảm nhận được sự vô địch không ai sánh được của hắn bốn đại ma tu không ngờ lại không có cách nào hóa giải công kích của nhân hoàng do hoàng sát thiên hóa thành hắn càng ngày càng lớn mạnh thậm chí tùy ý để vô tận tài quyết ma uy đánh vào thân thể mình, hắn đánh ra một đạo nhân hoàng quyền vào người một vị ma tu, mang thân hình đối phương đánh bay ra ngoài. Thấy thế, ba đại ma tu khác vội vàng tiếp viện nhưng lực lượng tài quyết lại mơ hồ xuất hiện vết nứt. Bọn họ tuy cường đại nhưng đều hiểu rõ, nếu như duy trì chiến đấu liên tục có thể sẽ thất bại nên quyết định rút lui. Lần này, Hoàng Sát Thiên đã đánh bại sự liên thủ của bốn cường giả ma tu của Vạn Ma Đảo. Hoàng Sát Thiên trở về Cường Giả Cử Hoàng Tiên Quốc trong lòng kích động. Cuối cùng Hoàng Sát Thiên đã trở về, ai dám cùng hắn tranh phong? Từ sau khi Tần Vấn Thiên trở về bọn hắn liền gặp phải công kích lớn nhất từ trước đến nay. Hiện tại, Hoàng Sát Thiên cường đại đã trở về, chỉ tiết Quy Tắc Thánh Viện đã ngăn cản sát phạt. Lúc này, từng Cường giả đi về phương hướng của Hoàng Sát Thiên. Cuối cùng lại chuẩn bị lấy Hoàng Sát Thiên làm trụ cột tập trung, Tần Vấn Thiên bình tĩnh theo dõi, thân thể hắn biến lớn hơn giờ phút này ở trong bức tranh giữa hư không bóng dáng của hắn khiến người khác đặc biệt chú ý vừa liếc mắt liền thấy được liên minh cường giả bên phía nam hoàng thị đều lấp hắn làm trung tâm tất cả cùng chạy về vị trí của hắn đương nhiên ngoại trừ hoàng sát thiên cùng với tần vấn thiền thì vẫn còn rất nhiều người lợi hại tu hành ở các nơi khác ví dụ như tại một vị trí có một đại ma tu đáng sợ giống như hậu duệ của ma thần thân hắn cao hai thước ánh mắt giống như ma đứng sừng sững trên mặt đất, đi một mình trong thiên địa. Lại có địa phương, có một vị cường giả xâm la tiên quốc cùng một vị cường giả yêu tộc đối mặt với sự bao vây tấn công của một vài cường giả khác lại quét ngang tất cả, lực bổ thiên hạ, còn có một nhân vật thú thần giáo thần bí đáng sợ. Quanh thân hắn bao phủ một màn xương dày đặc, trước người có 10 vị đại yêu yêu giới, thậm chí bao gồm cường giả bạch hổ tộc, thiên bằng tộc, hắn lại không hề giết chóc, không phế bỏ đối phương càng không vi phạm quy tắc thánh viện nhưng hắn lại hấp thu lực lượng của họ từng chút, từng chút một, tại một địa phương nào đó của thánh viện, và nam thiên hét dài một tiếng, xông thẳng lên trời, đại bằng xuề cánh hóa thành một kim sĩ đại bằng vô cùng to lớn, trở thành vương trên trời xanh, lao thẳng đến phía cường giả thú thần giáo. Lại có người đối với thiên bằng tộc hắn hạ sát thủ, hấp thu lực lượng thiên bằng tộc hắn để tu hành, khương tử dục cùng với cường giả khương thị nhất mạch đứng chung một chỗ, trong đó có một nhân tiên đài cửu trọng mang khí chất vô song sống vai cùng với khương tử dục ánh mắt người này khiến cho người ta cảm giác sâu không lường được ở một tòa cổ điện trên thánh viện đứng đầu nhóm cường giả vạn ma đảo chính là tài quyết nữ tế ti của ma điện nàng đứng lặng lẽ tại nơi này bên cạnh là bốn đại ma tu đến phục mệnh nàng liếc mắt nhìn án đồ trên vòng trời sau đó khởi hành đi đến phương hướng của tần vấn thiên sở thanh y cuối cùng đã nhìn thấy tần vấn thiên nhìn thấy bóng người khiến nàng vừa yêu, vừa hận giống như một vị thần linh đứng sừng sững giữa thiên địa, tập hợp đồng bạn của hắn, nhưng đồng thời cũng hấp dẫn kẻ địch của hắn. Vào thiên đạo thánh viện hơn 40 năm ngắn ngủi, tần vấn viện đã dần trở thành cường giả đỉnh phong, là một trong những nhân vật được thánh viện chú ý, cuối cùng cũng có người hạ xuống trước người hoàng sát thiên. Sau khi biết được tin tức hoàng hữu địch bị giết chết, hắn lại không có một chút dao động, chỉ liếc mắt nhìn đồ án trên bầu trời, ánh mắt rơi vào chỗ tần vấn thiên và thanh nhi, lộ ra sát niệm vô cùng sắc bén, người giết hữu địch, giết, bất luận là ai, giết, bất kể thánh viện quy tắc có hay không cho phép, giết, tần vấn thiên và hoàng sát thiên cùng nhìn về phía đối phương thông qua đồ án phía trên bầu trời, con ngươi lóe lên ánh sáng sát phạt. Hoàng sát thiên vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn về đám cường giả đang tập trung xung quanh Tần vấn thiên mặc dù hắn có cảnh giới tiên thai đỉnh phong nhưng muốn lấy sức một người để đối phó với rất nhiều cường giả thì, chính là điều không tưởng bất ngữ hòa thượng của vấn tâm tự là một người khó dây dưa hơn nữa còn có cường giả đấu chiến thánh tộc người cơ đế môn dù hoàng sát thiên vô cùng tự tin vào thực lực nhưng cũng không cho rằng bản thân là vô địch hắn đang chờ cường giả tập trung về phía hắn trong đó có cả các cường giả liên minh phía bạch hổ tộc lấy tần vấn thiên làm trung tâm tất cả các cường giả liên minh phía nam hoàng thị đều tập trung lại mặc dù sự uy nghiêm của thánh viện vẫn luôn hiện hữu nhưng bọn họ lại không có ý định dừng lại. Hai bên đều là những thiên kiêu đỉnh cấp của tiên vực, trận chiến này xảy ra nhất định sẽ có vô số tử thương. Mức độ nghiêm trọng có thể so sánh với cuộc chiến thông thiên năm đó, hai bên thật sự trở thành tử thù, thánh viện nổi gió, xuất hiện hai thế lực lớn cùng một lúc. Một bên là quân chủ bầu trời kim sĩ đại bằng, một bên là cường giả thần bí thú thần giáo, trực tiếp chém giết đối phương và Nam Thiên có tu vi tiên thai đỉnh phong, lại mang trong mình huyết mạch thuần khiết kim sĩ đại bằng nên cánh chim của hắn sắc bén như tiên binh, lợi trảo lại có thể đánh nát tiên binh. Mỗi công kích của hắn phát ra đều như muốn lấy mạng của đối phương, nhưng mọi người cũng phát hiện ra vị cường giả thần bí thú thần giáo này cũng vô cùng cường dại. Hắn am hiểu khả năng của vạn thú, giống như vương của muôn loài, hắn có ánh mắt cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến già Nam Thiên, khiến cho vạn thú thuần phục dưới chân của hắn hai bên chiến đấu cùng bạo kinh thiên động địa già nam thiên giống như quân chủ trên bầu trời cường giả thần thú giáo giống như sư tôn vạn thú hai bên chiến đấu một hồi lại phát hiện ra căn bản mình không có cách nào đánh bại được đối phương chứng kiến một màn này tất cả mọi người đều sợ hãi không ngờ cường giả thần bí thần thú giáo này lại có thể đánh ngang tay với già nam thiên một trong những nhân vật đỉnh phong của thiên đạo thánh viện Nam Hoàng Vân Hy trở lại bên cạnh Tần Vấn Thiên. Tiểu hỗn đảng, luyện ngục cùng rất nhiều cường giả cũng đang chạy về phía bên này, nhìn bọn họ xuất hiện, trong mắt rất nhiều người hiện lên dáng vẻ tươi cười, nhưng cũng buồn bã bởi vì đã không còn thấy được một số bóng người quen thuộc. Trong chiến đấu, chung quy vẫn có người ngã xuống, hoặc đang chạy trốn thì bị giết chết nhưng kẻ giết họ là ai thì bọn họ không biết, ánh mắt bọn họ chứa đầy phẫn nộ nhìn về đám cường giả tập trung quanh người hoàng sát thiên không hề nghi ngờ, những người đã biến mất chính là bị cường giả Liên Minh phía Bạch Hổ tộc giết chết, cuối cùng Hoàng Sát Thiên cũng hành động. Cường giả Liên Minh phía Bạch Hổ tộc đều lấy hắn là người đứng đầu. Mặc dù bọn họ đều là thiên kiêu nhưng lại tôn thờ thực lực, ở trong mắt họ, Hoàng Sát Thiên là người mạnh nhất, tự nhiên là có tư cách khống chế bọn họ. Một nhóm người rầm rộ đi từ một tòa thánh viện khác tiến về vị trí của Tần Vấn Thiên mặc dù tiếng nói uy nghiêm của quy tắc thánh viện đã vang lên nhưng lửa giận của hai bên không có cách nào dập tắt bất kể là đám người hoàng sát thiên hay người bên phía tần vấn thiên đều như vậy kỳ thực trong cuộc chiến thông thiên khi trước hai bên đều có chỗ cố kỵ nên chưa từng phát sinh chiến đấu sinh tử thật sự nhưng giờ phút này sự cố kỵ ngày càng ít khi người của cửu hoàng tiên quốc và bạch hổ tộc dựa vào ưu thế truy sát đám người nam hoàng thị giết chết một vị thánh nữ của nam hoàng thị thì giả tâm trong lòng họ bắt đầu tăng lên bọn họ nghĩ rằng cho dù có sỉ nhục các nàng sau đó giết chết các nàng thì cũng không ai biết biết đích xác là người nào làm nhiều thế lực tham dự như vậy bên phía các thế lực đỉnh cấp như cửu hoàng tiên quốc bạch hổ tộc tử đế môn đôi thần điện cùng với thiên lam tiên quốc đều có đệ tử chiến đấu lẽ nào nam hoàng thị dám khai chiến cùng tất cả các thế lực giả tâm tăng lên dẫn đến mất đi sự kính sợ những e sợ, cố kỵ ban đầu đều bị thay thế bởi thù hận. Sau khi xuất hiện tử thương, đám người nam hoàng thị cùng người cơ đế môn đều điên cùng phản kích làm sao còn có thể để ý những thứ khác. Cái chết của nhiếp vân thường đã kích thích thanh nhi, cho dù đối phương là hoàng hữu địch thì nàng cũng vẫn giết chết. Từ sau khi cuộc chiến thông thiên bạo phát thì cục diện đã dần thoát khỏi sự khống chế. Khi đám người hoàng sát thiên bước chậm về phía tầng vấn thiên, vô số cường giả tập trung xung quanh hoàng sát thiên đều cảm nhận được sát ý đáng sợ trên người hắn thậm chí bọn họ cho rằng dù lửa giận của quy tắc thánh viện có giáng xuống thì hoàng sát thiên vẫn sẽ tiến hành sát phạt vì hoàng hữu địch báo thù nhất là khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ của hoàng sát thiên thì mọi người lại càng khẳng định được suy nghĩ của mình nhìn đám cường giả do hoàng sát thiên dẫn đầu đang đến gần người bên cạnh tần vấn thiên đều lộ ra vẻ ngưng trọng cuộc chiến thông thiên năm đó một mình hoàng sát thiên đã làm thay đổi cục diện chiến đấu hiện tại hắn cường thế đánh bại bốn cường giả ma tu của vạn ma đảo thì thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào ai có thể ngăn cản hắn khi tất cả không chú ý thì cách bọn họ không xa có một nhóm cường giả vạn ma đảo xuất hiện những người này chính là nữ tế ti mang theo bốn đại ma tu cùng với những cường giả còn lại ở vạn ma đảo hình như nàng đã yên tĩnh xuất hiện ở nơi này trước khi hoàng sát thiên đến Cường giả hai bên đã không cần thông qua đồ án để nhìn thấy đối phương. Hiện tại họ có thể trực tiếp nhìn thấy kẻ thù của mình. Hoàng Sát Thiên dẫm chân trên hư không, mỗi bước đi đều chứa lực lượng quy tắc, khiến cho người ta cảm thấy chân hắn đang đạp thẳng vào trong lòng họ. Khuôn mặt bình tĩnh, bóng người phong hoa tuyệt đại, cao cao tại thượng của hắn khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được áp lực đáng sợ. Khi hắn đến trước người Tần Vấn Thiên thì liền ngừng lại. Hoàng sát thiên đứng trên hư không quan sát đám người tần vấn thiên, con người của hắn lạnh như băng, giống như đang nhìn một đám cười chết, không có chút tình cảm nào. Ánh mắt hoàng sát thiên xẹt qua nhìn tần vấn thiên, dường như ở trong mắt hắn, đối thủ của hắn không phải là tần vấn thiên. Hoặc nói cách khác, tất cả những người trước mắt, không một ai có tư cách làm đối thủ của hắn. Nhưng đám người này lại giết hoàng đệ hoàng hữu địch của hắn. Hoàng sát thiên có thể để cho hoàng hữu địch ăn một ít đau khổ, thậm chí gặp phải sỉ nhục nhưng đó đều là để mài dũa tính cách cuồng giả, ngạo mạn của hắn. Nhưng hiện tại Hoàng Hữu Địch đã chết, hắn vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Người tiêu diệt hoàng đệ của hắn lại là nữ nhân kia. Nữ nhân mà hắn đã từng khen, con gái của trường thanh đại đế, cơ đế đồ, ánh mắt hoàng sát thiên lướt qua tầng vấn thiên, trực tiếp rơi trên người thanh nhi, trong thánh viện ta từng gặp ngươi một lần. Ta cho rằng ngươi rất tốt, là người có tiềm lực rất mạnh và sự thực chứng minh ta đã đúng bằng không hữu địch cũng không chết trong tay ngươi hoàng sát thiên nhìn thanh nhi lạnh lùng nói nhưng mà làm sao ngươi có thể giết hắn làm sao ngươi lại dám giết hắn thanh nhi cũng dùng ánh mắt lạnh như băng để nhìn hoàng sát thiên đôi mắt lạnh lùng của nàng không có bất kỳ sự sợ hãi nào tại sao nàng lại không dám giết hắn sau khi nhiếp vân thường nói với nàng những lời đó nàng không hề trách sư tỷ nhưng lại tràn ngập hận ý đối với hoàng hữu địch cho nên nàng liều lĩnh thậm chí không tiếc an nguy của bản thân cũng phải giết chết hoàng hữu địch sao nàng lại không dám cho dù hắn có sống lại một lần nữa nàng cũng sẽ không hề chùn bước đem hắn giết chết một nữ nhân rất quật cường hiện tại bất kể ta nói gì hay đem ngươi giết chết thì hoàng đệ của ta cũng không sống lại được hoàng sát thiên bình tĩnh nói hắn liếc mắt thoáng nhìn về phía sau lập tức có một cường giả ôm lấy thi thể tiến lên thi thể này chính là hoàng hữu địch đã bị thanh nhi giết chết ngươi muốn chết một cách thống khoái thì hãy quỳ xuống trước mắt hoàng đệ ta dập đầu sám hối ta sẽ để ngươi chết ít đau đớn hoàng sát thiên bình bỉnh nói trong giọng nói của hắn ẩn chứa sự kiêu ngạo vô hạn lạnh lùng như băng đối với người tiêu diệt hoàng đệ hoàng hữu địch hoàng sát thiên không chỉ muốn thanh nhi chết mà hắn còn muốn nàng quỳ xuống sám hối ngươi làm càng người cơ đế môn mạc tử yên lạnh lùng nói hoàng sát thiên hoàng đệ ngươi đáng chết, ngươi chắc cũng là một trong những người tham dự. Niệm tình ngươi là người cơ đế môn, quỳ xuống dập đầu, tự phế tiên thai, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hoàng sát thiên nhìn Mạc Tử Yên nói. Mạc Tử Yên là người am hiểu lực lượng không gian, hơn nữa nàng rất mạnh nhưng mà hoàng sát thiên không để vào mắt, hắn ở chỗ này, muốn giết người nào thì không một ai có thể ngăn cản. Một vị đệ tử cơ đế môn ôm lấy thi thể của nhiếp vân thường đi về phía trước. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn Hoàng Sát Thiên, Hoàng Vô Địch, Bạch Mâu. Lúc này, đột nhiên có âm thanh truyền ra, là Tần Vấn Thiên lên tiếng. Ánh mắt Hoàng Sát Thiên lướt qua từng người, cuối cùng rơi trên người Tần Vấn Thiên nhưng Tần Vấn Thiên cũng không nhìn hắn, giống như khi trước, ánh mắt Tần Vấn Thiên cũng trực tiếp lướt qua hắn, rơi vào người Hoàng Vô Địch cùng với Bạch Mâu. Hai người quỳ gối xuống trước người Nhiếp Vân Thân, dập đầu sám hối, ta sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái, Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói lời vừa dứt đã khiến tất cả mọi người kinh sợ, kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên. Hắn dùng chính lời nói của Hoàng Sát Thiên để trả lại cho đối phương, thực sự làm càng, thứ không biết sống chết. Ngươi cũng xứng nói lời này, cường giả cửu Hoàng Tiên Quốc phẫn nộ nói. Tần Vấn Thiên sợ là không biết tai họa sắp ập lên đầu hắn, lần trước bất ngữ của Vấn Tâm Tự cùng bốn đại cường giả bảo vệ ngươi, mới để ngươi kéo hơi tàn chạy thoát, giống như chó nhà có tang hôm nay lại dám đứng trước mặt ta nói những lời ngông cuồng. Nữ nhân của ngươi chết đi sẽ không cô đơn, ta giết nàng sau đó lấy tính mạng của ngươi, chó nhà có tan. Tần Vấn Thiên cười lạnh nói, trước đây, hoàng tử cửu hoàng tiên quốc có tu vi tiên thai bác trọng cũng từng cho rằng như thế. Cho nên các ngươi không biết rằng hắn chết như thế nào, ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng lại. Bọn họ lập lức nhớ tới Hoàng Đảng Thiên và mấy vị cường giả truy sát Tần Vấn Thiên, Lúc đó Tần Vấn Thiên mới có cảnh giới tiên thai ngũ trọng, không ngờ hôm nay lại nghe được lời của Tần Vấn Thiên, hóa ra nhóm người kia đều đã bị giết chết, trước đây hắn mới chỉ có cảnh giới tiên thai ngũ trọng đã tiêu diệt được Hoàng Đảng Thiên và mấy vị cường giả. Ở dưới quy tắc thánh viện, ngươi làm sao dám giết Đảng Thiên, Hoàng Vô Địch Sát Khí Mười Phần nói, cho dù có ở dưới quy tắc của thánh viện, ngay cả Bạch Hổ cũng bị nướng chính đó sao, Tần Vấn Thiên nói. Hoàng Sát Thiên nở nụ cười lạnh nhìn tần vấn thiên giống như nhìn một thi thể. Tay hắn dơ lên, lập tức đánh ra một chưởng, bàn tay hoàng sát thiên vừa vung lên, gió bão cũng rít lên từng hồi. Trong phút chốc, lực lượng mạnh mẽ phóng ra cuốn theo mọi thứ trong thiên địa, cường giả hai bên phải kéo dài khoảng cách, bỗng chốc chiếm lấy một mảnh không gian lớn, đạt đến cấp bậc như bọn họ, phạm vi công kích cực kỳ rộng, nếu là quần chiến thì tất nhiên phạm vi chiến đấu cực kỳ rộng. Người ở xa không ngừng lui về phía sau, làm cho chiến tuyến ngày càng được kéo dài. Từng bóng người đứng sừng sững trong thiên địa, phát ra tiên uy khủng khiếp tạo thành một trận cuồng phong lớn, có thể thổi bay mảnh thiên địa này bất cứ lúc nào. Hoàng sát thiên đứng ở trên hư không, dáng vẻ cao cao tại thượng không ai sánh nổi. Hoàng vô địch cùng đám cường giả đồng thời nhìn chiến trường phía trước, chẳng lẽ những người này lại dám cả gan vi phạm quy tắc của thánh viện, nhìn thấy được cuộc bạo chiến kinh thiên sắp diễn ra, rất nhiều người sợ hãi thầm thang quy ác của quy tắc thánh viện vừa hạ xuống không lâu thì những người này đã trực tiếp khai chiến đây chẳng phải cố ý bỏ qua quy tắc của thánh viện hay sao nhất là những lời hoàng sát thiên vừa nói lúc trước hắn muốn giết thanh nhi chém tần vấn thiên không những thế còn muốn thanh nhi trước khi chết quỳ xuống sám hối hắn là hoàng sát thiên hắn nói được thì làm được những lời hắn nói tất nhiên không phải chỉ để đe dọa hoàng sát thiên chưa hành động thì tần vấn thiên cũng một mực đứng yên nhìn bóng người tần vấn thiên mắt hoàng sát thiên hiện lên một tia ngạo nghễ vô cùng ngươi tự nhận mình là đối thủ của ta nhưng trong mắt ta căn bản ngươi chưa từng tồn tại cho dù ngươi có thiên phú tốt nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người chết vừa dứt lời ánh mắt của hắn xuyên qua tần vấn thiên nhìn về vị trí của thanh nhi mạc tử yên cùng với mấy vị cường giả đang đứng xung quanh bảo vệ nàng hoàng sát thiên nói hắn sẽ giết chết thanh nhi thì nhất định hắn sẽ làm như vậy Tuy hiện tại thực lực của Thanh Nhi đã tăng mạnh, thậm chí điều khiển được một tia lực lượng Tiên Vương, nhưng làm sao có thể đánh đồng với Hoàng Sát Thiên. Trong Thánh viện, Hoàng Sát Thiên là một trong những nhân vật đỉnh phong, là cường giả Tiên Thai cảnh đỉnh cấp. Cho dù Thanh Nhi có khả năng khống chế được một tia lực lượng Tiên Vương thì với cảnh giới Tiên Thai ngũ trọng nàng cũng không thể đánh một trận với Hoàng Sát Thiên được. Hai người căn bản không cùng cấp bậc, nếu Hoàng Sát Thiên muốn giết Thanh Nhi thì dễ như trở bàn tay vậy các ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản ta giết chết nàng. Quy tắc vô thượng trên người hoàng sát thiên lưu động không ngừng, quan hoa kim sắc tỏa ra toàn bộ hư không trong thiên địa. Hắn cất bước, hóa thành một ảo ảnh, trực tiếp đi qua người tần vấn thiên, đi về phía thanh nhi bên kia. Thân thể hắn giống như đã hóa thành quy tắc, bao phủ lấy toàn bộ không gian, trên người tần vấn thiên có vô tận thần hoa đang lưu động. Thân thể chân thần xuất hiện, lực lượng quy tắc không ngừng hạ xuống hắn giơ tay đánh ra trưởng ấn, phía trên bầu trời, chữ cổ cũng hưởng ứng theo trưởng ấn mà chuyển động, phá hủy khắp không gian. Một bàn tay đáng sợ che khuất bầu trời, trực tiếp bao trùm thân thể hoàng sát thiên, muốn giết chết hắn, ánh sáng rực rỡ cường đại trên thân thể hoàng sát thiên phóng ra, hắn hóa thân thành nhân hoàng, toàn thân giống như được làm từ quy tắc. Chưởng ấn mang theo lực lượng cường đại đánh xuống lại trực tiếp rơi vào không gian quy tắc đáng sợ, sau đó bị quy tắc xâm chiếm từng chút một, nghiêng nát lực lượng mạnh mẽ lực công kích của tần vấn thiên cực kỳ đáng sợ nhưng lại không có cách nào chạm được vào thân thể hoàng sát thiên như vậy tần vấn thiên có tư cách gì làm đối thủ của hoàng sát thiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng mọi người liền hiểu rõ hoàng sát thiên vừa trở về thì bất kể trước đây tần vấn thiên có chói mắt thế nào thì giờ phút này cũng chỉ làm nền cho hoàng sát thiên mà thôi tiên thai đỉnh phong lại chạm đến cánh cửa tiên vương thì đã không còn cường giả tiên thai cửu trọng bình thường có thể so sánh. Hoàng sát thiên có thể chạm tới cánh cửa tiên vương cảnh thì tương đương với việc hắn đã bước một chân tiến vào cảnh giới thượng tầng. Tất người tu hành trên thế gian đều rõ ràng, trên lệch cảnh giới tuy chỉ cách nhau có một bước nhưng bản chất đã không thể đánh đồng. Một khi đạt thành tựu tiên vương muốn giết chết một tiên thai thì đều dễ dàng như trở bàn tay chưa từng có nhân vật tiên thai nào dùng pháp bảo siêu cường đối đầu với tiên vương mà giữ lại được một mạng. Bởi vậy, cho dù hoàng sát thiên còn chưa phải tiên vương cảnh thì cũng đã đạt thành tựu tiên thai đỉnh phong. Tần vấn thiên sao có thể so sánh, hoàng sát thiên trở về, bên phía liên minh nam hoàng thị lại không có ai có thể ngăn cản hắn. Ầm, hàng rào không gian bị ép đổ sụp xuống, bao phủ thân thể tần vấn thiên, dường như hắn rơi vào một mảnh không gian đáng sợ. Sau đó, hoàng sát thiên phóng ra nhân hoàng tiên quang đánh thẳng đến yết hầu của hắn thần sắc tần vấn thiên ngưng trọng vô tận chữ cổ lơ lửng quanh hắn chống lại nhân hoàng tiên quang nhưng hoàng sát thiên lại không nhìn hắn mà tiến thẳng về phía sau hoàng sát thiên lúc quay lại sẽ giết chết ngươi hoàng sát thiên lạnh lùng nói giọng điệu của hắn luôn bình thản như vậy dường như đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới con gái của trường thanh đã dám giết hữu địch thì hắn sẽ giết đối phương trước sau đó trở lại tìm đám người tần vấn thiên hắn muốn bọn họ phải trả giá thê thảm về phần lửa giận thánh viện hắn cũng đã nghe âm thanh kia nếu vi phạm quy tắc thánh viện sẽ bị đuổi khỏi nơi này trục xuất khỏi thánh viện sao bên trong thánh viện hoàng sát thiên đã nhận được thứ hắn muốn cho dù rời khỏi thánh viện thì vẫn sẽ đạt được cảnh giới tiên vương hắn vô cùng tự tin dù hôm nay bị trục xuất thánh viện hắn vẫn còn là phong hoa tuyệt đại chói mắt vô song hoàng sát thiên Tần Vấn Thiên cảm nhận được lực lượng trong công kích của Hoàng Sát Thiên. Hắn biết rõ, lấy cảnh giới tiên thai lục trọng của hắn, cho dù đã tu hành thần thông đến mức tận cùng thì vẫn không có khả năng vượt qua nhiều cường giả cùng đối kháng với Hoàng Sát Thiên, người có thể khống chế một luồng lực lượng tiên vương. Nhìn thấy Hoàng Sát Thiên đi về phía Thanh Nhi, đôi mắt hắn nhắm lại, bên phong cơ thể hắn dâng lên sóng to gió lớn, toàn thân đỏ bừng như máu, phát ra vô thượng yêu uy gió lốc sông thẳng lên bầu trời. Hắn phóng ra tiên thai, ánh sáng huyết sắc điên cuồng nhảy vào trong tiên thai và thân thể của hắn khiến cho mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, chấn động không ngừng. Không ngờ trên người tần vấn thiên lại có thể phóng ra một khí tức khủng khiếp như vậy. Trên thân thể hắn có vô số ánh sáng huyết sắc rủ xuống, con người trở nên vô cùng yêu dị. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trên tiên thai xuất hiện một tinh hồn, ánh sáng huyết sắc yêu dị, từng tinh quang từ trên trời hạ xuống, sau đó thiên địa phát ra tiếng nổ chấn động, ầm, um, ầm, um, ầm. Um khí tức cuồng bạo trong phút chốc hóa thành yêu phong kinh thiên động địa, cuốn theo tất cả những thứ bên trong khu vực trung tâm thánh viện, không gian bắt đầu bạo động, bên trong gió lốc xuất hiện từng vị cường giả đại yêu đáng sợ. Đôi mắt của những đại yêu này ẩn chứa ánh sáng rực rỡ, vô cùng yêu dị, tất cả chiến đấu đều dừng lại, khiếp sợ nhìn về phía tầng vấn thiên. Liên minh cường giả phía Nam Hoàng thị đều lộ ra niềm vui bất ngờ, trái với họ, liên minh cường giả bên phía bạch hổ tộc lại lộ ra sắc mặt cực kỳ khó coi những đại yêu này đều có cảnh giới rất đáng sợ đây tuyệt đối là quân đoàn yêu thú đáng sợ hoàng sát thiên đang chuẩn bị giết chết thanh nhi công kích của hắn đều bị mấy vị cường giả bên cạnh thanh nhi ngăn cản lại nhưng vào lúc này hoàng sát thiên quay đầu lại nhìn tần vấn thiên trong mắt hắn đã có chút biến hóa ngươi nói từ trước đến nay đối thủ của ngươi không phải là ta ngươi cho rằng ta không có tư cách ngươi muốn giết nữ nhân của ta, cho rằng không ai có thể ngăn cản, nhưng ta cũng nói để ngươi biết rằng, ta chưa từng coi hoàng sát thiên ngươi là đối thủ. Sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi, thậm chí giết chết ngươi, dùng hai chữ đối thủ để hình dung ngươi thì không khỏi quá để mắt ngươi. Hôm nay ta muốn giết hoàng vô địch thì ai có thể ngăn cản ta, trong mắt tần vấn thiên toát ra vẻ yêu dị vô cùng đáng sợ, khiến cho ai nấy đều kinh hãi tần vấn thiên thật sự không phải đối thủ của hoàng sát thiên sao hắn ngay cả tư cách đối kháng hoàng sát thiên cũng không có sao nếu là như vậy thì sao hắn có thể mạnh mẽ dẫn đám người này trở về hắn vì sao lại có can đảm triển khai cuộc chiến sát phạt bên trong thánh viện tất cả đều cho rằng không ai có thể làm đối thủ của hoàng sát thiên tần vấn thiên chắc chắn sẽ chết dưới tay của hắn nhưng khi nghe những lời tần vấn thiên nói bọn họ lại cảm nhận được sự kiêu ngạo của hắn người đời không cho rằng hắn có tư cách trở thành kẻ địch của hoàng sát thiên nhưng ở trong lòng hắn cũng chưa từng coi hoàng sát thiên là đối thủ hoàng sát thiên chẳng qua cũng sẽ trở thành người chết dưới tay hắn không hơn nếu như lúc trước tần vấn thiên nói ra lời này mọi người sẽ cho rằng hắn đang tự rước lấy nhục không biết trời cao nhưng mà giờ phút này mọi người cùng không hẹn mà nghĩ hắn thật chỉ là cuồng vọng vô tri sao hắn ở tiên thai lục trọng đã có thực lực như vậy hắn không có tư cách thì ai có tư cách nếu hắn đạt thành tựu tiên thai cửu trọng thì trong thánh viện này thì có ai có thể làm đối thủ của hắn, hoàng sát thiên sao, nếu tần vấn thiên thật sự vào tiên thai cửu trọng thì sợ rằng ngay cả hoàng sát thiên cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại tần vấn thiên còn có thể tiến thêm ba cảnh giới để nâng cao thực lực của chính mình. Nhưng đối với hoàng sát thiên thì đã là cực hạn của hắn, gào, tiếng triết gào khủng bố, tạo thành tiếng nổ lớn chấn động thiên địa, tất cả đại yêu lao về phía hoàng sát thiên. Đồng thời có một ít đại yêu lao đến phía những cường giả khác, về phần Tần Vấn Thiên lúc này giống như một yêu thần đáng sợ vậy. Hắn tiến thẳng đến vị trí của Hoàng Vô Địch, có vài người nên trả giá thật lớn vì những gì họ đã gây nên. Hoàng Sát Thiên nói hắn muốn giết Thanh Nhi, không ai có thể ngăn cản được hắn. Vậy lúc này Tần Vấn Thiên muốn giết chết Hoàng Vô Địch, thì hắn xem ai có thể ngăn cản được. Hoàng Vô Địch là cường giả cảnh giới Tiên Thai cửu trọng nếu không có hoàng sát thiên thì hắn cũng là thiên kiêu chói mắt nhưng giờ phút này hắn lại trở thành đối tượng bị tần vấn thiên săn giết hơn nữa khi mọi người nhìn tần vấn thiên xông về phía hoàng vô địch lại sinh ra một ý niệm hoàng vô địch rất có khả năng sẽ bị tần vấn thiên giết chết nhìn tần vấn thiên bước về phía mình hoàng vô địch phóng ra tiên thai cửu trọng nhân hoàng tiên quan điên cuồng giết ra ngoài nhân hoàng cầm lợi kiếm sắc bén chém giết tất cả xông về phía thân thể tần vấn thiên nhưng mà vào giờ phút này thân thể tần vấn thiên được vô thượng yêu uy bao phủ quanh thân hắn có một tầng sáng đáng sợ hội tụ thành yêu ảnh khổng lồ giống đang bảo vệ hắn khiến cho công kích của nhân hoàng rơi trên người hắn lại không để lại một chút chấn động nào cường đại như hoàng vô địch cũng không thể làm gì phòng ngự của tần vấn thiên vậy cuộc chiến này làm sao có thể tiếp tục ở bên trái tần vấn thiên hoàng sát thiên đã cảm nhận được huyết mạch tần vấn thiên bạo phát hắn nhất thời hiểu rõ mình đã đánh giá thấp tần vấn thiên lúc này trên người tần vấn thiên bạo phát ra khí tức kia trừ hắn ra không ai có thể ngăn cản được tần vấn thiên giết người ngay cả hoàng vô địch cũng không làm được ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn những cường giả đang bảo vệ sau người thanh nhi nàng có thân phận cao quý địa vị không tầm thường thiên phú cũng rất tốt nhưng nàng giết chết hoàng đệ hoàng hữu địch cho nên người đáng chết nhất chính là nàng mà người đầu tiên hắn muốn giết cũng chính là thanh nhi nhưng hiện tại nếu hắn tiếp tục xông về phía Thanh Nhi thì Tần Vấn Thiên rất có khả năng giết chết Hoàng vô địch. Từng vị yêu thú cùng bạo kéo tới, khí thế trên người Hoàng sát thiên bộc cũng bộc phát hoàn toàn. Hắn hóa thân thành một vị tuyệt đại nhân hoàng, lấy chân hắn làm trung tâm, toàn bộ mảnh thiên địa xung quanh phát ra khí thế sát phạt vô thượng. Tất cả các đại yêu đều bị vô tận không gian quy tắc bao phủ, cho dù là yêu thú mạnh nhất, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một đòn, bị không gian phong bạo nghiền thành phấn vụn sắc mặt mạc tử yên cực kỳ khó coi thời khắc này hoàng sát thiên thật sự đáng sợ so với những trận chiến trước đây hắn đã trở nên cường đại hơn rất nhiều mấy năm qua thực lực hắn chưa từng dừng lại vẫn tiến bước về phía tiên vương cảnh lúc này trên người nàng hiện ra rất nhiều thuộc tính lực lượng không gian mạnh mẽ bao phủ lấy hư không xung quanh các nàng khi thấy hoàng sát thiên đi đến mạc tử yên liền tạo ra một hàng rào không gian để ngăn cản hắn không ngờ hắn trực trực xuyên qua hàng rào đi thẳng về vị trí thanh nhi đang ở phía sau ầm um, ầm um, ầm um, một tiếng động rất lớn vang lên tề đại phát ra một tiếng trống lớn thần vượng khổng lồ tạo thủ ấn hóa thành đấu chiến thánh pháp đánh về phía hoàng sát thiên hắn không có cách nào phá vỡ lực lượng không gian trên người đối phương chỉ có thể đem trên người hoàng sát thiên phóng ra vô thượng không gian ánh sáng rực rỡ đại thủ ấn đánh vào lực lượng không gian màu vàng trực tiếp bị nghiền thành bụi phấn hoàng sát thiên tiếp tục đi về phía trước mặc cho bất ngữ ngăn cản ở trước mặt hai mắt bất ngữ vẫn nhắm nghiền tay chắp trước ngực tay vẫn đếm tràn hạt miệng phát ra phật âm bỗng chốc thần phật xuất hiện đầy trời từng vị la hán hạ xuống chặn đường phía trước tuy bất sân và bất giới không đáng tin nhưng nếu bất ngữ tham dự chiến đấu thì sẽ vận dụng hết lực lượng của mình lúc này thần sắc hoàng sát thiên vô cùng nghiêm túc và thận trọng cuối cùng Hắn mang theo lực lượng không gian ánh sáng rực rỡ trực tiếp tiến vào bên trong thân thể to lớn của Phật Đà. Lực lượng khủng khiếp mở ra một cái cửa động phía trên thân thể Phật Đà, Hoàng Sát Thiên từng chút một đi vào phía trong, mang cửa động không ngừng mở lớn. Miệng bất ngữ hòa thượng không ngừng phát ra Phật âm, chư thiên Phật Đà bước chân đi ra, đôi chân to lớn, ép sụp thiên địa. Nhưng Hoàng Sát Thiên vẫn tiến về phía trước, tâm không có chút tạp niệm, dù cứ ấn hạ xuống cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng kèm theo dấu chân to lớn hạ xuống, các cường giả lại thấy được bóng người Hoàng Sát Thiên đi từ phía trong ra, hắn tiến đến trước mặt Thanh Nhi, bàn tay vung lên một chưởng, trực tiếp khống chế thân thể Thanh Nhi. Tuy Thanh Nhi có thể khống chế một tia lực lượng Tiên Vương, nhưng Hoàng Sát Thiên có cảnh giới cao hơn nàng, lại chạm tới cánh cửa Tiên Vương, trận chiến này, nàng sao có thể làm đối thủ của hắn. Trong chớp mắt, sinh mạng của Thanh Nhi bị Hoàng Sát Thiên khống chế ở trong tay, Bần Tăng đã tận lực bất ngữ chắp hai tay trước ngực nói so với trước đây hoàng sát thiên đã trở nên cường đại rất nhiều nhất là khi hắn có ý định toàn lực đối phó một người thì thật sự không ai có thể ngăn cản hắn giống như hoàng sát thiên nói hắn muốn thanh nhi chết cũng sẽ không có ai ngăn cản được hắn sự thật chứng minh hắn đã làm được nhưng lại không hạ thủ tiêu diệt thanh nhi hoàng sát thiên quay đầu nhìn bóng người đang đi tới thấy được đôi mắt yêu dị lạnh lùng của tần vấn thiên cùng với bàn tay đang đặt lên đầu hoàng vô địch một cường giả cảnh giới tiên thai cửu trọng như hoàng vô địch giờ phút này sinh mạng lại nằm trong tay tần vấn thiên hai trận chiến xảy ra cùng lúc khiến cho các thiên kiêu xung quanh không kịp nhìn sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào bất kể là tần vấn thiên hay hoàng sát thiên đều cường đại đến mức khiến người ta kinh ngạc chấn động không thôi hoàng sát thiên muốn giết thanh nhi không ai có thể ngăn cản nhưng tần vấn thiên muốn giết hoàng vô địch ai có thể ngăn cản ngươi rất thông minh biết mình mặc dù bạo phát huyết mạch con ác chủ bài vẫn không ngăn cản được ta cho nên ngươi lựa chọn đi đối phó hoàng vô địch lấy hắn áp chế ta không giết nữ nhân của ngươi hoàng sát thiên nhìn tần vấn thiên nói tần vấn thiên thừa nhận lúc này hắn tuy đã rất mạnh nhưng lực lượng hắn am hiểu không giống với hoàng sát thiên am hiểu lực lượng không gian mặt hắn có thể uy hiếp được hoàng sát thiên nhưng đối phương vẫn có thể tránh hắn giết chết thanh nhi một khắc nàng giết hữu địch kết thúc sinh mạng của hắn nàng hẳn phải chết không chút nghi ngờ trước hết ta sẽ không lấy tính mạng của ngươi cũng đã đánh giá thấp ngươi nhưng thì tính sao ta sẽ giết chết ngươi sau đó giết nàng cũng không muộn dứt lời hoàng sát thiên trực tiếp buông thanh nhi ra khiến cho rất nhiều người kinh sợ hắn trực tiếp buông nàng ra đây là kiêu ngạo cùng tự tin tới mức nào hắn tạm thời buông tha nàng thì như thế nào chỉ cần nàng ở trong thánh viện hắn có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào tần vấn thiên lấy hoàng vô địch tới uy hiếp hắn nên hắn không còn cách nào khác trước đối phó tần vấn thiên sau lại giết này con gái của trường thanh tần vấn thiên đang nghe truyện trên tv audio cv cũng buông ra hoàng vô địch không có bất kỳ do dự nào hắn có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo của hoàng sát thiên hắn cũng biết nếu như hắn không đối phó được hoàng sát thiên vậy thì không ai có thể ngăn cản được hoàng sát thiên giết người. Thân hình tần vấn thiên lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất xông thẳng lên trời. Hoàng sát thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đồng thời cũng phóng lên cao. Hiển nhiên, giờ phút này hắn không thể không thừa nhận, tần vấn thiên đã có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hoàng sát thiên và tần vấn thiên là cường giả đứng đầu hai trận doanh, lúc này, thân thể họ lại lao thẳng vào hư không, đứng đối diện nhau. Mọi người nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không ngừng rung lên giờ phút này tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía hai người họ ngay cả ở trong thánh viện cũng có vô số cường giả ngẩng đầu nhìn vào đồ án trên bầu trời tập trung nhìn vào phương hướng của tần vấn thiên và hoàng sát thiên mặc dù khi trước kim sĩ đại bằng già nam thiên cùng với cường giả thần bí thú thần giáo đại chiến cũng không thu hút nhiều ánh mắt như vậy nguyên nhân cũng do đây là hai thế lực lớn trong thánh viện tranh đấu bất chấp sự uy nghiêm của quy tắc thánh viện tiến hành sát phạt hơn nữa dù biết sẽ bị đuổi khỏi thánh viện bọn họ cũng muốn đánh một trận giết chết đối thủ hai người đều là kẻ cuồng ngạo các cường giả đứng ngoài nhìn vào hai bóng người tuyệt đại trong hư không nói mỗi người bọn họ bắt một người sau đó không nói một lời cùng thả người bay lên hư không chiến đấu người kiêu ngạo như bọn họ không cần nhiều lời bọn họ đều rõ ràng một trận chiến này sẽ quyết định cho tất cả phía dưới mọi chiến đấu cùng ngừng lại tất cả không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, hoàng vô địch cũng nhìn về phía này. Tuy hắn đã bình yên vô sự nhưng hôm nay cũng là sự thất bại lớn nhất cuộc đời hắn, hắn có cảnh giới tiên thai cửu trọng lại tầng vấn thiên khống chế không có cách nào phản kháng, thậm chí tần vấn thiên cũng chưa từng liếc hắn một cái, hắn biết nếu hôm nay không có hoàng sát thiên thì lúc này hắn đã là một người chết, hai huynh đệ hắn một gọi là hoàng vô địch, một gọi là hoàng hữu địch. Hiện tại, đệ đệ hoàng hữu địch của hắn chết trên tay thê tử của đối phương, còn hắn cũng không phải đối thủ của tần vấn thiên, nhân sinh bi thương, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Hắn vốn cho mình có thiên phú tuyệt luân, lại phát hiện ra rằng, trước mặt một số người, cái gọi là thiên phú tuyệt luân ấy chỉ là trò cười, trường bào trên người tần vấn thiên và hoàng sát thiên bay phần phật. Lúc này, hoàng sát thiên giống như một nhân hoàng tuyệt thế, ảo ảnh nhân hoàng bao phủ quan thân thể hắn, dáng vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi hiệu lệch đưa ra cả thiên hạ phải thuần phục toàn thân tần vấn thiên được bao phủ bởi tuyệt đại yêu thần hắn đứng sừng sững ở này giống như hậu duệ của yêu thần có thể giết thần giết phật ngay cả nhân hoàng cũng không phải ngoại lệ lại không có bất kỳ lời nói nói vô tận lực lượng quy tắc không gian trực tiếp từ vòng trời hạ xuống bao phủ lấy thân thể tần vấn thiên hóa thành lĩnh vực không gian quy tắc của hoàng sát thiên nhưng mà lực lượng thủ hộ của yêu thần quá lớn, lực lượng quy tắc không gian cường đại của Hoàng Sát Thiên không thể tiến lên. Yêu thần bảo vệ trên người Tần Vân Thiên cũng buông xuống quy tắc, giống hệt với quy tắc của bản thân hắn. Nhân hoàng tiên quan từ trên người Hoàng Sát Thiên phóng ra, mỗi đạo tiên quan đều sắc bén giống như lợi kiếm. Mỗi lần hắn công kích như có hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm xông thẳng về phía yêu ảnh đang bảo vệ Tần Vân Thiên. Lực lượng đạo cường đại cũng khiếp trực tiếp thâm nhập vào bên trong yêu ảnh sắc mặt tần vấn thiên trở nên ngưng trọng trên thân thể hắn lại xuất hiện thần quy ảo ảnh lần này thần quy ảo ảnh to lớn hơn giống như thần quy chân chính Hoàng sát thiên cất bước đi ra xuất hiện bên cạnh yêu thần đang bảo vệ tần vấn thiên hắn nhấp chân tiến về phía lực lượng phòng ngự của tần vấn thiên toàn thân hắn được quy tắc bao phủ cường đại phá vỡ phòng ngự của yêu thần từng bước đi về phía tần vấn thiên ánh mắt tần vấn thiên yêu dị đến cực điểm hiện tại hắn không thể khống chế hoàn toàn lực lượng huyết mạch khổng lồ trong cơ thể mình hắn tự hỏi nếu như lấy thực lực hiện nay của hắn đối phó với hoàng sát thiên năm đó không có vấn đề nhưng thực lực của hoàng sát thiên cũng chưa từng dừng lại ở thời điểm lúc trước hắn chậm rãi bước vào trong lực lượng phòng ngự mạnh mẽ đây là sự bá đạo bực nào ầm tần vấn thiên đánh ra một quyền quyền này vừa hạ xuống tựa như tiếng khóc của thiên long sau đó một yêu long có thân hình to lớn xuất hiện gào thét tiếng về phía hoàng sát thiên dường như muốn mang hắn xé thành phấn vụn dưới ảo ảnh khổng lồ của yêu long hoàng sát thiên lại chấp tay bước chậm rãi tiến về phía trước gào công kích kinh thiên động địa rơi vào người hoàng sát thiên nhưng lại bị không gian vô tận nuốt chửng không gian xung quanh thân thể hoàng sát thiên đã bị hắn khống chế tuyệt đối yêu long đáng sợ như vậy giờ phút này lại chỉ có thể gian nan tiến về phía trước thân thể bị xé thành phấn vụn từng chút một hoàng sát thiên vẫn đi về phía trước lực lượng đáng sợ có thể phá hủy công kích của cường giả tiên thai cửu trọng lúc này lại không thể ngăn cản hắn tiến về phía trước tần vấn thiên thần sắc lạnh lùng lại hạ xuống một đòn chưởng ấn to lớn phía trên có khắc rất nhiều chữ cổ trấn áp một phương thiên địa lực lượng này cường đại đến mức kinh người hoàng sát thiên bị chưởng ấn khống chế thân thể liền bị vùi lấp nhưng sau đó chưởng ấn này bị một lực lượng cường đại phá tan quy tắc tản đi hoàng sát thiên xuất hiện từ từ đi về phía tần vấn thiên, yêu thần thủ hộ bị phá, một bàn tay mang theo công kích đáng sợ đánh xuống. Trên người hoàng sát thiên không có bất kỳ dao động nào, lúc này hắn chính là tuyệt đại nhân hoàng, bao quanh hắn có cửu hoàng tiên quan, thân thể hắn có vô vàng lực lượng quy tắc hạ xuống, dường như hắn đã hóa thân làm quy tắc, càng gần hắn lĩnh vực quy tắc càng cường đại. Về phần bản thân hoàng sát thiên, hắn chính là nơi tập trung lực lượng quy tắc mạnh nhất, muốn giết hắn quả thực khó như lên trời vậy nhân vật tiên vương sở dĩ đáng sợ, khó tiêu diệt chính là dựa loại uy năng cường đại này. Hoàng sát thiên có được một tiêu lực lượng tiên vương, hơn nữa bản thân hắn cũng vô cùng cường đại nên lúc này không có ai là đối thủ của hắn. Lúc trước hắn đi tới Bắc Thanh Nhi lại không ai có thể ngăn cản hắn chính là sự chứng minh tốt nhất, con ngươi tần vấn thiên vẫn yêu dị giống như lúc trước. Sự yêu dị này khiến cho người ta cảm nhận được sự đáng sợ, bàn tay hắn vươn ra, có vô vàng lực lượng tập trung ở trên tay lại, thần tay và lực lượng Phật môn chân pháp ở trên tay hắn dường như đang dung hòa với nhau. Ở phương diện cảnh giới cùng lĩnh ngộ quy tắc hắn có thể không bằng được hoàng sát thiên đã chạm tới cánh cửa tiên vương cảnh, nhưng ở phương diện thần thông, tần vấn thiên tự tin mạnh hơn hoàng sát thiên. Hơn nữa, lực lượng huyết mạch bạo phát khiến cho tất cả thuộc tính lực lượng đều tăng vọt lên một tầng mới. Nếu lúc này, người hắn đối mặt không phải là hoàng sát thiên mà chỉ là một cường giả tiên thai cửu trọng tầm thường thì hắn đã đánh bại đối phương, giống như khi trước hắn bắt lấy hoàng vô địch vậy. ầm, um, bàn tay đánh ra một chưởng ấn, mang theo phù văn quy tắc đập về phía hoàng sát thiên. bên trong chưởng ấn đánh ra có vô tận chữ cổ hủy diệt cùng chữ cổ trấn áp hạ xuống, khiến cho mảnh hư không này bị sang thành bình địa. kèm theo là những thân thể và máu thịt đều bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. chỉ là người dưới chưởng ấn này lại là hoàng sát thiên, giống như nhân hoàng. trên người hoàng sát thiên có cửu hoàng tiên quang, biến hóa vô cùng. ngón tay hắn giơ lên chỉ về phía hư không một lực lượng tiên thai hung bạo mạnh mẽ phóng ra trong phút chốc có chính hư ảnh nhân hoàng phá không xông ra trên tay cầm nhân hoàng kiếm đâm thẳng về phía đại trưởng ấn bản thân hoàng sát thiên dường như không có nhìn thấy hắn vẫn tiến về phía trước bước chân cường đại tự tin không gì sánh kịp khi chính nhân hoàng chém ra lực lượng không gian sát phạt trưởng ấn bàn tay đều bị vỡ nát từng chút bị hủy diệt chứng kiến một màn như vậy những người đứng quan sát từ phía xa đều kinh hãi run sợ tần vấn thiên cho người ta cảm giác được lực lượng phòng ngự mạnh mẽ vô song không ai có thể phá hủy thân thể của hắn hơn nữa công kích của hắn càng cuồng bạo mang theo sức mạnh vô địch khống chế tuyệt học lực lượng nhưng hoàng sát thiên làm sao có thể là kẻ yếu hắn là người kiệt xuất nhất thế hệ này của cửu hoàng tiên quốc là người cường đại nhất trong thiên đạo thánh viện là nhân vật cao cao tại thượng trên thông thiên tiên bản đấu chiến thánh tộc nam hoàng thị thanh nhi mạc khuynh thành tất cả bọn họ đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào trận đánh này nhìn thấy được sự cường đại của hoàng sát thiên tim tất cả mọi người nảy lên không ngừng cực kỳ khẩn trương tần vấn thiên cường đại đã vượt qua dự đoán của bọn họ nhưng mà nhìn thấy sự mạnh mẽ hoàng sát thiên trận chiến này tần vấn thiên có thể giành chiến thắng sao trên thực tế đối với rất nhiều người trong thánh viện mà nói tần vấn thiên có thể làm cho hoàng sát thiên phóng ra lực lượng mạnh mẽ như vậy đã khiến cho họ cực kỳ chấn động ngay cả bất ngữ hòa thượng cũng không làm được như vậy nhưng bọn họ căn bản chưa từng cho rằng tần vấn thiên sẽ là đối thủ của hoàng sát thiên cho dù hiện tại hắn đã rất mạnh nhưng sau khi huyết mạch hoàn toàn bạo phát tần vấn thiên trở nên mạnh hơn hắn đang đối chiến cùng hoàng sát thiên hơn nữa hoàng sát thiên hình như không có cách nào trực tiếp mang hắn giết chết chỉ có điều nhìn thấy hoàng sát thiên không ngừng đi về phía trước người tần vấn thiên bọn họ vẫn cho rằng trận chiến này thắng lợi vẫn sẽ thuộc về hoàng sát thiên bất kể huyết mạch trong cơ thể tần vấn thiên có đáng sợ tới mức nào nhưng chung quy đều không phải cảnh giới cùng lĩnh ngộ lực lượng đánh đồng mặc dù lực lượng huyết mạch vô cùng khủng khiếp nhưng tần vấn thiên thật sự không có cách nào khống chế được lực lượng kia hắn chỉ có thể dùng nó để tăng cường thực lực của mình mà thôi hoàng sát thiên nhìn tần vấn thiên ánh mắt hắn trước sau vẫn luôn bình tĩnh như vậy hắn cảm nhận được tần vấn thiên có thân thể phòng ngự vô cùng mạnh mẽ trừ khi hắn đứng gần công kích bằng không cho dù hắn dùng thần thông công phạt cường đạo cũng không có cách nào mang Tần Vấn Thiên giết chết. Lúc này Tần Vấn Thiên mượn lực lượng huyết mạnh cuồng bạo nên chỉ có thể dùng sự cuồng bạo để công kích hủy diệt hắn. Chính thân thể Nhân Hoàng giống như một hàng rào đang xen lẫn nhau, lấp lánh chói lòa, soi sáng toàn bộ mảnh thiên địa. Lúc này lại phát sinh biến hóa vô cùng kỳ diệu, vô tận phù văn quy tắc lưu chuyển vào trong thân thể chính Nhân Hoàng, tất cả đều là lực lượng thuộc tính không gian hóa thành một hàng rào vô hình trong thiên địa, phong sát mảnh không gian này. Tần Vấn Thiên đứng giữa trung tâm, giết, hoàng sát thiên phun ra một chữ. Nhất thời, trên thân thể chính nhân hoàng bắn ra vô tận ánh sáng sát phạt màu vàng, bao phủ lấy khu vực này, muốn mang tất cả tiêu diệt. Cũng đúng lúc này, tiên thai Tần Vấn Thiên đồng dạng phóng ra quan hoa vô cùng chói mắt. Tiên thai của Tần Vấn Thiên hóa thân thành thân thể của hắn, phát ra yêu uy hủy thiên diệt địa, khuyết sắc yêu ảnh hiện ra, yêu long đại bằng huyền vũ thần tượng cùng rất nhiều đại yêu khác từ từ xuất hiện lộ ra lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ bọn họ trấn thủ xung quanh tần vấn thiên phát ra công kích kinh thiên chém giết chính nhân hoàng phía trước thân thể màu vàng hạ xuống xung quanh có vô số chữ cổ rơi xuống trên người tần vấn thiên đồng thời có rất nhiều thanh phương thiên hỏa kích đáng sợ xuất hiện trong tay những bóng người kia xông ra phía ngoài chém giết đây là tiên thai hoàng mỹ sao thấy cảnh tượng như vậy các cường giả trong thánh viện đều chấn động trong lòng. Hoàng sát thiên và tần vấn thiên tất cả đều tiên thai hoàng mỹ, hiện tại bọn họ lợi dụng tiên thai có thể tạo thành lực lượng đáng sợ như vậy. Hầu hết các vũ tu đều có tiên thai nhưng bọn họ không thể ngờ được tiên thai có thể cường đại đến mức này. Đây chính là cực hạn của tiên thai hay sao? Ngươi lợi dụng huyết mạch của mình để tăng cường thực lực, đồng thời sử dụng tiên thai khiến cho bản thân hóa thành chiến thú, lực công kích đều tăng lên tới một trình độ đáng sợ. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, chung quy vẫn có cực hạn cho dù là cảnh giới tiên thai hay lĩnh ngộ quy tắc ngươi đều không phá nổi cực hạn cho nên ngươi không có khả năng giết ta hoàng sát thiên nhìn tần vấn thiên nói cho dù huyết mạch của ngươi đã được phủ lên một luồng quy tắc nhưng mà ta đã là tiên thai cửu trọng đỉnh phong lực lượng đã bước vào một tầng khác cho dù ta không phá tan được cực hạn này nhưng ngươi cũng không được cho nên người chết nhất định là ngươi tần vấn thiên không nghĩ tới lúc này hoàng sát thiên sẽ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện Bọn họ đều hiểu, cho dù bất kỳ lời nói nào cũng không thể dao động tâm cảnh của đối phương. Hai người đều có niềm tin không gì sánh kịp, đó chính là giết chết đối thủ. Con đường tu hành thực sự kỳ diệu, Thiên Đạo Thánh Viện mở ra đối với tất cả thiên kiêu tiên vực, ngay cả người hình thú cũng có. Không thể không nói, nếu như ngươi đạt đến thành tựu như ta, chỉ sợ rằng ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Sở dĩ nói những lời này với ngươi là do đột nhiên cảm giác có chút đáng tiếc vì phát hiện ra ngươi cũng vô cùng cường đại ta chính là tiếc ngươi còn chưa trưởng thành đã ngã xuống tại nơi này trên đời lại mất đi một đối thủ cường đại hoàng sát thiên nói lớn phải trên con đường đi về phía đỉnh phong luôn thiếu vắng một đối thủ tần vấn thiên thật sự thích hợp làm đối thủ của hắn khác với nhiều người hoàng sát thiên không cho rằng kẻ địch lớn mạnh thì hắn sẽ càng nhanh chóng bị giết chết mà ngược lại hắn cho rằng kẻ địch cường đại thì mới có thể không ngừng khích lệ bản thân tiến về phía trước nếu thiên hạ này không có người tranh phòng, con đường võ đạo tịch mịch mới thật sự là bi ai. Như vậy thì sao có thể tiến về phía trước? Mọi người nghe thấy vậy đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tuyệt đại nhân vật Hoàng Sát Thiên lại đến trước người Tần Vấn Thiên nói ra những điều luyến tiếc, đây là tán thành Thiên Phú cũng như thừa nhận trình độ của Tần Vấn Thiên. Mặc dù hắn chưa từng coi Tần Vấn Thiên là đối thủ, nhưng mọi người cũng hiểu rõ, mỗi lời Hoàng Sát Thiên nói đều là sự thật. Tần Vấn Thiên lợi dụng huyết mạch mạnh mẽ mang lực lượng kích phát đến cực hạn, thậm chí siêu thoát ràng buộc tiên thai, nhưng tình trạng này của hắn cũng có thể đối phó được cường giả tiên thai đỉnh phong chứ không thể đối phó được người đã chạm vào cánh cửa tiên vương cảnh, nhưng Hoàng Sát Thiên đã đi đến một bước kia. Chỉ khi bước đến một bước này một có khả năng lột xác, mang cực hạn xóa bỏ. Cho nên kết cục của trận chiến này sẽ không thay đổi, Tần Vấn Thiên cũng hiểu được lời nói của Hoàng Sát Thiên hơn nữa hắn cũng cảm nhận được hoàng sát thiên nói là sự thực hoàng sát thiên hành động từng bước tiến về phía trước người tần vấn thiên quy tắc trên người hắn phóng ra đến cực hạn tiên thai xuất hiện chính thân ảnh nhân hoàng giơ tay về phía trước lúc này toàn thân hoàng sát thiên được bao phủ bởi ánh sáng vô tận hắn hóa thân thành tuyệt đại nhân hoàng từng thân ảnh nhân hoàng lao về phía tần vấn thiên một đòn này bao gồm tất cả các loại thần thông sát phạt của hoàng sát thiên nhân hoàng ở trên người hắn bạo phát muốn hủy diệt tần vấn thiên, yêu thần thủ hộ lại hiện ra, ảo ảnh thần quy xuất hiện. Tần vấn thiên phát ra tiếng hét tức giận kinh thiên, trên tiên thai vô số yêu thú điên cuồng rít gào, vô cùng đáng sợ, nhưng từng vị nhân hoàng hạ xuống, phòng ngự của hắn cũng bị phá hủy từng chút một, mảnh không gian này bị một lực lượng uy năng bao vây hủy diệt, cường đại đến nỗi có thể phá hủy được tất cả vũ tu có cảnh giới tiên thai. Một đòn này có thể lấy tính mạng của Tần Vấn Thiên mắt thấy chữ cổ quanh thân thể chân thần của Tần Vấn Thiên sắp bị phá hủy, đám người Thanh Nhi, Mạc Khuynh Thành, Nam Hoàng Thị cùng với các cường giả đấu chiến thánh tộc vô cùng khẩn trương, nhưng loại cấp bậc chiến đấu như vậy không ai trong bọn họ có thể tham dự được, Tần Vấn Thiên chỉ có thể tự cứu mình. Giờ phút này, ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn chầm chầm vào thân thể nhân hoàng phía trước, trước mặt hắn, hoàng sát thiên chém ra một ngón tay, từng vị tuyệt đại nhân hoàng Luân phiên xông về phía hắn, lấy hắn làm trung tâm, tất cả phòng ngự đều bị hoàng sát thiên phá hủy, tiên thai của tần vấn thiên hóa thành huyết sắc tiên thai, toát ra yêu khí vô cùng đáng sợ, không ngừng phát ra công kích, cố gắng chống lại lực lượng hủy diệt của hoàng sát thiên, nhưng tất cả đều phí công vô ích. Trong thời gian ngắn, lực lượng sát phạt của hoàng sát thiên đã phá hủy mọi công kích xông thẳng đến thân thể hắn. Chính tôn nhân hoàng trấn thủ khắp bốn phương tám hướng khiến cho hắn không còn đường thoát ra, dưới sự công kích của lực lượng không gian tuyệt đối, lực lượng sát phạt tuyệt đối cùng với tiên thai hoàng mỹ như vậy ai có thể thoát khỏi ầm uhm, cuối cùng công kích của hoàng sát thiên đã phá vỡ tất cả phòng ngự đánh thẳng lên người tần vấn thiên lúc này hoàng sát thiên phát hiện trong thân thể tần vấn thiên ẩn chứa một lực lượng vô cùng cường đại không bị hủy lực lượng sát phạt của hắn hủy diệt hắn chỉ tay về phía trước phóng ra lực lượng sát phạt nhân hoàng hủy diệt mọi thứ những tiếng nổ ầm 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 truyền ra thân thể tần vấn thiên biến lớn gấp mấy lần mặc dù vẫn bị hạn chế ở trong mảnh không gian này nhưng vẫn cực kỳ khổng lồ ầm um, ầm um, ầm um. bất kể là chữ cổ hay thân thể chân thần đều bị đánh bại công kích cường đại của hoàng sát thiên đánh thẳng vào trong thân thể tần vấn thiên giờ phút này khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh tuy mất đi một đối thủ nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn giết chết tần vấn thiên đột nhiên hoàng sát thiên khẽ nhíu mày hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên tiên thai của tần vấn thiên đã diễn hóa ra tám tôn đại yêu khủng khiếp lộ ra huyết sắc yêu mang đáng sợ điên cùng chiếu lên thân thể của tần vấn thiên một tích tắc này cả tòa tiên thai của hắn dường như muốn tranh thủ thời gian mang tất cả yêu uy hung bạo từ trong cánh tay phóng ra ngoài thần tay phát ra bảo thuật đại yêu vô cùng mạnh mẽ lúc này tám tôn đại yêu tạo thành một vòng xoáy khủng khiếp công kích về hướng của hoàng sát thiên trong tích tắc ánh sáng trong thiên địa biến mất giống như tận thế buông xuống tần vấn thiên phóng ra công kích mạnh mẽ như muốn cắn nuốt thiên địa xông thẳng về phía hoàng sát thiên quy yêu cắn nuốt thiên địa ngày diệt vong buông xuống giờ phút này hoàng sát thiên cảm nhận được nguy cơ trên người hắn đột nhiên lóe ra một ánh sáng màu vàng chói mắt đồng thời lui về phía sau nhưng hắn lại phát hiện ra vòng xoáy đáng sợ đã bao phủ khắp không gian căn bản không thể tránh khỏi công kích ngươi điên rồi ánh mắt lạnh như băng của hoàng sát thiên quét về phía tần vấn thiên. Không ngờ hắn còn giữ lại một đòn mạnh nhất. Giải phóng lực lượng tiên thai lực lượng dùng để phóng ra một đòn này. Hơn nữa, tần vấn thiên để mặt công kích của hắn phá hủy đi phòng ngự vững chắc, đánh thẳng vào trong thân thể. Đồng thời, ngay khi hắn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng thì tần vấn thiên lại đánh ra một đòn này. Sau khi công kích của hoàng sát thiên gần như kết thúc, không thể nghi ngờ một đòn này có thể tạo thành lực hủy diệt đáng sợ, chân chính uy hiếp được tính mạng Hoàng Sát Thiên. Hoàng Sát Thiên tự biết không có cách nào thoát khỏi công kích, toàn thân hắn phát ra ánh sáng không gian vô tận. Nhưng một đòn hủy diệt do Tần Vấn Thiên đánh ra đã trực tiếp mang ánh sáng rực rỡ vô tận nuốt vào bên trong. Hoàng Sát Thiên dãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng bên trong vòng xoáy hắc ám truyền đến một lực cắn nuốt vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn từng chút một rơi vào bên trong. Này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ hoàng sát thiên lại bị tần vấn thiên dùng một đòn mạnh mẽ nuốt lấy bên trong vòng xoáy truyền ra uy năng hủy diệt vô tận một vòng xoáy hắc ám đáng sợ giống như diệt vong luân hồi tận diệt tất cả chúng sinh sau khi đánh ra một đòn này tần vấn thiên liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi khí tức đáng sợ trong cơ thể cuối cùng lại giống như nước thủy triều hung bạo mạnh mẽ rút đi thân thể hắn rơi nhanh về phía khoảng không phía dưới dường như tất cả lực lượng đều biến mất đám người thanh nhi nhanh chóng chạy đến Nàng lại chưa từng liếc nhìn Hoàng Sát Thiên, trong mắt chỉ có an nguy của Tần Vấn Thiên, từng bóng người lóe lên vây quanh Tần Vấn Thiên. Lúc này, Tần Vấn Thiên quỳ một chân trên đất phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể hắn không có một chút lực lượng, hư thoát nằm xuống đất, Thanh Nhi ôm lấy hắn, quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, trên người hắn có rất nhiều vết thương đáng sợ, khí tức trong cơ thể yếu ớt vô cùng, vẫn đang bị dư âm lực lượng sát phạt của Hoàng Sát Thiên phá hủy. Vấn Thiên mắt khuynh thành hồng hồng nàng quỳ một chân trên đất cùng với thanh nhi ôm lấy thân thể tần vấn thiên thấy được dáng vẻ lúc này của hắn nàng cảm thấy lòng mình đau như dao cắt thanh nhi ôm tần vấn thiên thật chặt trong mắt xuất hiện lệ ngân công kích của hoàng sát thiên đáng sợ tới mức nào nàng cũng biết vì sao tần vấn thiên dưới tình huống như vậy vẫn giữ một đòn hủy diệt kia đến cuối cùng bởi vì tần vấn thiên hiểu rõ chỉ có hắn mới có thể ngăn cản hoàng sát thiên nếu hắn không làm được thì hoàng sát thiên sẽ giết nàng cho nên tần vấn thiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào liều mạng nhận lấy thương thế cực lớn để giữ một đòn kia lại đến cuối cùng mãi đến khi tất cả phòng ngự của hắn bị phá hủy công kích của hoàng sát thiên đánh vào trong thân thể hắn thì hắn mới ra tay để tranh thủ một tia cơ hội hắn không tiếc liều mạng khiến chính mình trọng thương hắn chính là tần vấn thiên lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không Tuy Tần Vấn Thiên bị thương rất nặng nhưng hắn cũng đưa mắt nhìn hư không. Chưa nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Sát Thiên thì tất cả vẫn chưa kết thúc, tim hắn không thể buông xuống, hắn phải nhìn thấy tận mắt mới yên tâm. Hắn biết rõ uy lực của đòn này cường đại tới mức đủ để giết chết cường giả tiên thai đỉnh phong, nhưng hắn cũng biết, người mà hắn đối mặt là ai, hắn cảm nhận được sự cường đại của Hoàng Sát Thiên, bởi vậy, hắn vẫn nghi ngờ một đòn này có thể không tạo thành công kích trí mạng đối với Hoàng Sát Thiên. Quả nhiên, hắn nghe thấy âm thanh đáng sợ truyền ra từ vòng xoáy khủng bố kia. Lực lượng kinh khủng kia vẫn chưa tiêu tan lại không thể cắn nuốt hoàn toàn được hoàng sát thiên. Đột nhiên, một hào quang vô thượng màu vàng xuất hiện từ trong vòng xoáy, hư không đột ngột phát ra tiếng nổ đáng sợ, phá hủy tất cả, bóng người hoàng sát thiên xuất hiện ở trong hư không. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Công kích như vậy lại không thể hủy diệt được hoàng sát thiên, tần vấn thiên nhìn bóng dáng kia, trong mắt xuất hiện một tia không cam lòng, cuối cùng vẫn không thể hủy diệt hắn sao? nếu là như vậy, thanh nhi phải làm sao bây giờ? cụ, đúng lúc này, tiếng ho khan trầm thấp đã phá tan sự yên lặng trong hư không, ánh sáng rực rỡ trên người hoàng sát thiên không ngừng tan rã, áo giáp nhân hoàng trên thân thể hắn hóa thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ, trong phút chốc tan thành mây khói. qua một tiếng, hoàng sát thiên phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lao về khoảng không bên dưới, ầm, thân thể hắn ngã trên mặt đất. Cảnh tượng xảy ra bất ngờ khiến cho người cửu hoàng tiên quốc không kịp phản ứng. Lúc này, hoàng vô địch mới dẫm trận tại chỗ lao ra, tiến thẳng đến vị trí của hoàng sát thiên. Hoàng sát thiên, cũng ngã xuống sao, trong nội tâm mọi người nhất lên sóng to gió lớn. Không ngờ tần vấn thiên có cảnh giới tiên thai lục trọng lại khiến cho hoàng sát thiên cường đại ngã xuống sao. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong tròng mắt của tần vấn thiên trong hiện lên một nụ cười miễn. Cho dù bị trọng thương thì vẫn đáng giá mặc dù không thể tiêu diệt hoàng sát thiên nhưng ít ra đã đánh bại hắn hoàng sát thiên mất đi lực chiến đấu như vậy trận chiến này không ai có thể nắm giữ thắng lợi tuyệt đối thanh nhi khuynh thành tần vấn thiên nhìn hai nàng trong đôi mắt suy yếu của hắn lại hiện lên một tia cười rạng rỡ sau đó hắn nhắm hai mắt lại ngất đi trận chiến đấu này cuối cùng hai bên đều lưỡng bại câu thương một trận đánh thảm khốc huy hoàng chấn động cả tòa thánh viện sự cường đại bất khuất của Tần Vấn Thiên khiến cho tất cả các thiên kiêu của thiên đạo Thánh Viện có nhận thức mới về hắn. Một đòn phát huy đến cực hạn có thể chống lại nhân vật như Hoàng Sát Thiên, trên bầu trời, uy áp khủng khiếp lại hạ xuống. Trong hư không xuất hiện một khuôn mặt vô cùng uy nghiêm. Khuôn mặt này xuất hiện ở bức tranh cuộn trên không trung, lạnh lùng nói, các ngươi đã hài lòng chưa? Mặc dù các ngươi bất chấp vi phạm quy tắc thánh viện cũng không chịu thỏa hiệp, vẫn không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt đối thủ, người tu hành trong thánh viện thế hệ này rất tốt nếu các ngươi không quan tâm đến sự tồn tại của quy tắc như vậy ta cho các ngươi ba năm ba năm sau thiên đạo thánh viện giảng đạo một lần cuối cùng sau lần này các ngươi liền đi ra ngoài đi âm thanh uy nghiêm lại truyền ra khiến cho tất cả mọi người là sửng sốt thánh viện tức giận sao ba năm sau thánh viện giảng đạo một lần cuối cùng sau đó tất cả mọi người đều bị đuổi ra khỏi thánh viện này rất nhiều người không cam lòng nhất là những người cảnh giới chưa cao bọn họ vẫn hy vọng có thể ở trong thánh viện tu hành một đoạn năm tháng nhưng mà không ai có ai hiểu được ý chí thánh viện cũng không có người nào biết những người phía trên thánh viện rốt cuộc đang suy nghĩ gì bọn họ lập ra quy tắc bọn họ muốn như thế nào thì phải như thế nào bất kể là phương thức gia nhập hay thời gian tu hành cũng do ý chí thiên đạo thánh viện quyết định hiện tại thánh viện quyết định chỉ cho bọn họ ba năm ở lại cùng với một lần thánh viện giảng đạo hoàng vô địch lạnh lùng nhìn đoàn người tần vấn thiên sau đó bọn họ mang theo hoàng sát thiên rút lui thanh nhi cũng đồng dạng mang theo tần vấn thiên rút khỏi nơi này hai bên đều không nghĩ đến việc tiếp tục chiến đấu việc đã đến nước này thánh viện cũng đã nổi giận nếu tiếp tục chiến đấu không ai biết thánh viện có trực tiếp trục xuất bọn họ hay không hiện tại quan trọng nhất chính là thương thế của hoàng sát thiên cùng với tần vấn thiên tần vấn thiên lần này bị thương rất nặng Cổ lực lượng huyết mạch đáng trong cơ thể vốn không có cách nào khống chế hoàn toàn, một khi phóng ra, hắn sẽ trở nên cường đại. Tuy nhiên, một khi cổ lực lượng kia vắt kiệt lực lượng thân thể của hắn, hắn sẽ cực kỳ suy yếu. Yêu huyết này quá mức bá đạo, bản thân hắn không nên thức tỉnh sớm như vậy. Lần trước bị kích phát ở huyết hà thánh địa, hắn đã mạnh mẽ khai thông sử dụng, nếu không phải thân thể hắn hoàn mỹ, Thể chất vô song thì hắn đã trực tiếp bạo thể mà chết khi sử dụng lực lượng yêu huyết bá đạo vượt quá cảnh giới của bản thân rồi. Lần thức tỉnh kích phát đó thật vô cùng nguy hiểm, lần trước trong quá trình chạy thoát thân, sau khi tiêu diệt đám người hoàng đảng thiên, hắn cũng đã trải qua một khoảng thời gian suy yếu, lần này còn nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn không chỉ vận dụng lực lượng này mà bản thân còn bị hoàng sát thiên tổn thương nặng nề, nếu không phải hắn có nắm giữ một loại huyết mạch khác, e rằng căn bản không chịu nổi loại thương thế này, dẫn đến tạng phủ trong cơ thể dần mất đi sức sống. Dù sao thì hắn đã suy yếu như thế này rồi, căn bản không có tiên lực chữa trị cho thân thể bị tổn thương. Thứ mà hắn có thể dựa vào giờ chỉ có lực lượng trong cơ thể, tự mình hồi phục. Cuộn tranh trong hư không sau tháng 3 đã tiêu tan, rất nhiều người có ân oán từng bạo phát nhiều lần đại chiến, nhưng thế lực mà Hoàng Sát Thiên và Tần Vấn Thiên đại diện cho lại ngừng chiến, không tiếp tục bạo phát chiến đấu sát phạt nữa trận chiến này đã đủ thảm khốc nếu tiếp tục đánh vậy chẳng ai có thể dự đoán được kết cục sẽ như thế nào năm tháng cứ thế qua đi cường giả trong thiên đạo thánh viện bận rộn chuyện tu hành không dám dừng lại dù chỉ một chút hiện tại bọn họ chỉ còn có ba năm vậy mà hai năm cũng đã trôi qua trong nháy mắt trong hai năm này thương thế của tần vấn thiên vẫn chưa lành lại chỉ có điều hắn vẫn không trì hoãn việc tu hành thường xuyên ngồi thiền lĩnh ngộ tu hành tiên lực cảm nhận lực lượng quy tắc trận chiến ấy tuy khiến hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng nhưng cũng cho hắn không ít cảm ngộ. Tuy bản thân hắn đã từng cảm nhận được uy năng to lớn của cường giả tiên vương trong bí cảnh nơi thánh địa, nhưng trận chiến một trận với người có cấp bậc như hoàng sát thiên hiển nhiên có thể tăng cường cảm ngộ cho hắn, không thể nghi ngờ. Trong hai năm này, cảnh giới của Thanh Nhi cũng đột phá đến tiên thai lục trọng. Ngày trước khi lực lượng trong cơ thể nàng thức tỉnh, khống chế một loại năng lực của tiên vương, từ đó về sau lĩnh ngộ đối với lực lượng không gian càng trở nên đáng sợ hơn. Trên con đường tu hành về sau, mãi cho đến cảnh giới tiên vương, tốc độ tu hành của nàng rất nhanh, vượt xa trước đây. Thánh viện Sơn Mạch, trên một khối đá lớn tại một ngọn núi, tần vấn thiên đứng đó hô hấp trong khí tức trong thiên địa, cảm thấy toàn thân vô cùng khoan khoái, cảm thấy khá hơn chút nào không? Ở bên cạnh hắn xuất hiện một bóng hồng đẹp như thiên tiên, chính là Mạc Khuynh Thành. Ân, đỡ nhiều rồi, chắc là có thể ra ngoài đi lại được rồi. Tần vấn thiên miễn cười gật đầu, ta nghe nói thương thế của hoàng sát thiên cũng đã khôi phục, thương thế của ngươi lại chưa hoàn toàn khôi phục, không nên đi ra ngoài. Một đạo quan mang không gian lập lòe, sợi tơ kim sắc dần dần hiện rõ, trước mặt tần vấn thiên xuất hiện một bóng người, là Thanh Nhi. Thanh Nhi, ngươi khống chế uy năng tiên vương càng lúc càng lợi hại. Tần vấn thiên miễn cười nói, ta hiện tại có thể mang quy tắc trên người mình khuếch tán ra ngoài một chút, trong cự ly này, ta có thể đến bất kỳ đâu trong nháy mắt thanh nhi khẽ nói năng lực không gian quả nhiên không tầm thường trận chiến năm đó đúng là có chút may mắn nếu như hoàng sát thiên không cho rằng một đòn cuối cùng của hắn đã nắm chắc phần thắng nếu hắn có tâm đề phòng lớn hơn một chút thì lần công kích kia cũng chưa chắc có thể đánh trúng hắn tần vấn thiên nhớ tới trận chiến trước đây ngươi liều mạng trước lấy thương thế nặng nề lại sử dụng công kích cường đại như vậy có thể lặp lại lần nữa hắn cũng chưa chắc có thể thoát thân thanh nhi lắc đầu nói tần vấn thiên mỉm cười nói thanh nhi dựa vào uy năng mà ngươi hiện tại đang khống chế cường giả tiên vương am hiểu lực lượng không gian lại càng thêm đáng sợ có thể tùy ý di chuyển trong khu vực mà quy tắc của mình bao phủ đây chính là dịch chuyển tức thời đúng vậy thanh nhi gật đầu chiến đấu với cường giả tiên vương am hiểu lực lượng không gian khống chế năng lực để dịch chuyển trong nháy mắt trừ khi ngươi cường đại đến mức có thể dùng một đòn bao phủ tất cả phạm vi mà hắn có thể dịch chuyển tức thời phá diệt không gian bằng không sẽ giết không nổi hắn nói như vậy nếu hoàng sát thiên bước vào tiên vương cảnh vậy thì quá nguy hiểm tần vấn thiên thì thầm khẽ nói ta vẫn muốn ra ngoài tu hành hoàng sát thiên và hoàng hữu địch không giống nhau hắn kiêu ngạo hơn nhiều năm xưa đánh một trận sau này hắn sẽ không xuất thủ trong thánh viện nữa đâu vậy để ta cùng đi với ngươi Mạc Khuynh Thành nắm lấy tay Tần Vấn Thiên nói. Tần Vấn Thiên miễn cười gật đầu, mặc dù Thanh Nhi không nói gì thêm, nhưng nàng lại yên tĩnh đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên. Đi, có hai vị mỹ nhân làm bạn, vui tới quên cả đất trời, thương thế của Hoàng Sát Thiên quả thật đã khôi phục. Lúc này hắn đang đứng trước thông thiên tiên thạch tại thông thiên giới của Thánh Viện, sau lưng hắn là cường giả của cửu hoàng tiên quốc, trong đó cũng có cả hoàng vô địch, ngươi thật sự muốn bế quan một năm sao? trận chiến hai năm trước nếu không phải do ngươi kinh địch, chắc hẳn đã có thể tiêu diệt hắn. Hiện tại lại không đi báo thù sao, hoàng vô địch nhỏ giọng nói, kinh địch, hoàng sát thiên châm chọc một tiếng, không cần tìm lý do ngụy biện cho ta. Trận chiến ấy ta mang tâm thế phải giết chết hắn, cuối cùng lại chỉ lưỡng bại câu thương, nếu dùng cảnh giới trên lệch mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa, là ta thất bại, đã chiến bại, vậy thì còn có tư cách gì để tái chiến? ta sẽ tạm thời giữ lại mạng của hắn và con gái của trường thanh nhưng không phải hiện tại nói rồi hoàng sát thiên đi đến phía thông thiên tiên thạch lại một lần nữa bước chân vào trong đó hoàng vô địch than thở hắn cũng không lo lắng tần vấn thiên lại đến đây sát phạt bởi vì hoàng sát thiên vẫn còn sống đám người tần vấn thiên nên hiểu rõ một đạo lý rằng nếu hoàng sát thiên thật sự muốn giết người ngoại trừ tần vấn thiên không có người thứ hai có thể ngăn cản hắn thậm chí ngay cả tần vấn thiên cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cho nên tần vấn thiên sẽ không xuất thủ trừ khi hắn tự tin đến mức có thể trực tiếp tiêu diệt hoàng sát thiên hoàng sát thiên lại cũng không có ý xuất thủ điều này có nghĩa là trận chiến giữa hai bên chỉ đành tạm gác lại tại tiên vực một năm cuối cùng này các thiên kiêu trong thánh viện đều buông bỏ tất cả ân oán chỉ biết tu hành thật sự là càng gần ngày ra ngoài bọn họ mới càng cảm thấy thời gian cấp bách nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút, một năm này Tần Vấn Thiên đã đi tới rất nhiều bí cảnh tu hành trong Tháp Thánh Viện, tu vi tăng lên từng chút một, hắn tin tưởng, trước khi ra ngoài, hắn tăng tu vi lên tới cảnh giới Tiên Thai thất trọng cũng không phải vấn đề gì lớn. Cứ như vậy, mặc dù không dùng tới cổ lực lượng huyết mạch kia, chỉ đơn thuần dùng cảnh giới vốn có, chỉ có duy nhất một Hoàng Sát Thiên là cường giả cảnh giới Tiên Thai có thể uy hiếp được hắn. Năm tháng vội vàng như nước chảy mây trôi, mọi người càng hy vọng thời gian chậm lại một chút lại càng phát hiện nó trôi qua quá nhanh ba năm đã tới hôm ấy trong thánh viện vang lên tiếng chuông tất cả các ngõ ngách trong thánh viện đều có thể nghe thấy sau đó có một giọng nói trực tiếp tiến vào tai mọi người thánh viện giảng đạo lần cuối cùng sẽ không phân làm bốn tòa thánh viện nữa mà hai vạn thiên kiêu sẽ cùng tập trung tại một nơi địa điểm thánh viện giảng đạo lần này là thông thiên giới lúc này thông thiên giới đang phát sinh biến hóa kịch liệt tất cả mọi thứ xung quanh màn sáng đều biến mất, ở chính giữa thông thiên giới, mỗi một cây cột đá thông thiên phóng ra vô tận tiên quan thông thiên sông thẳng lên trời, ở đó dường như xuất hiện một mảnh tinh không bao la. Những cột đá thông thiên chính là thông thiên tiên vị lúc trước, các thiên kiêu ngồi ở trên đó, nghe thánh viện giảng đạo một lần cuối cùng, từng bóng người phá không bay đến, đáp trên khu vực chính giữa thông thiên giới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bao la trên không trung, ánh sao vô cùng chói mắt rực rỡ rơi xuống, cả tòa thông thiên giới phía dưới như thể có một đồ án tinh thần cực kỳ đáng sợ xuất hiện đang thu nạp lực lượng vô tận từ ngôi sao cũng phóng ra ánh sáng chói mắt nơi này là thông thiên giới dường như thật sự có thể thông lên trời tần vấn thiên hộ tống thanh nhi và mạc khuynh thành đáp xuống thông thiên giới sau lưng hắn là luyện ngục ôm tiểu hỗn đảng chỉ thấy tiểu gia hỏa này đặc biệt hưởng thụ mà rút vào lòng luyện ngục luyện ngục vẻ mặt két bỏ nhìn tiểu hỗn đảng không biết xấu hổ này từng bóng người đáp xuống bên cạnh tần vấn thiên là cường giả của đấu chiến thánh tộc đang lục tục tập trung lại vấn thiên nam hoàng vân hy nam hoàng sinh ca xuất hiện các nàng hộ tống cường giả nam hoàng thị cùng đi tới bên này vân hy sinh ca tần vấn thiên mỉm cười hô một tiếng chúng ta đi về phía trước thôi được bọn họ tiếp tục tiến về phía trước đi về hướng thông thiên tiên thạch ở đó có một bóng người chắp hai tay sau lưng đang đứng lặng lẽ tầm mắt của tần vấn thiên rơi vào trên tấm lưng kia trong con ngươi hiện lên một luồng phong quang. Sau đó hắn thấy đối phương chậm rãi xoay người lại, liếc mắt nhìn Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi, ánh mắt trước sau như một hững hờ, sau đó liền thấy thân hình hắn lóe lên, đáp trên một cột đá thông thiên đằng xa. Phía trước, Cửu Hoàng Tiên Quốc, Bạch Hổ Tộc, Lôi Thần Điện, Thiên Lam Tiên Quốc cùng rất nhiều cường giả khác cũng đều ném tới lạnh lùng hàng quang, sát ý mười phần. Còn lại một lần cuối cùng Thánh Viện giảng đạo, ngày rời khỏi thông thiên giới sẽ chính là ngày diệt vong của các ngươi bạch mâu mang sát khí đáng sợ trên người ở trong thông thiên giới bạch hổ tộc đã gặp phải sỉ nhục chưa từng có ta thật ra muốn xem là ngày diệt vong của ai ánh mắt của thánh nữ nam hoàng thị cũng băng lãnh nam hoàng thị các nàng đã sợ ai bao giờ lên đi tần vấn thiên không nhìn những người đó đấu khẩu cũng chẳng có chút ý nghĩa nào hắn biết đối phương hận không thể đem hắn băm thay vạn đoạn hắn chẳng phải cũng như vậy sao từng bóng người lóe lên lần lượt đáp xuống trên cột đá thông thiên bị tinh quang bao phủ từ khắp các nơi trong thánh viện không ngừng có cường giả chạy tới nơi này mãi đến khi tất cả mọi người đều đã đáp xuống thông thiên giới bọn hắn mới phát hiện tinh quang rực rỡ bao phủ một giới này đồ án trên mặt đất phát ra ánh sáng mãnh liệt vô cùng rực rỡ sau đó bọn hắn liền cảm thấy khắp không gian dường như đều đang chuyển động bọn họ như thể đi tới trên tinh không vòng một vòng nhìn lại đã chẳng còn thấy thiên đạo thánh viện ở đây chỉ có thông thiên giới thông thiên giới có thể thông thiên Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn trời, hắn vẫn ngồi trên cột đá thông thiên nhưng lại có cảm giác như thân thể đang chuyển động, cả tòa thông thiên giới đều đang chuyển động, đi về phía tinh không vô tận kia. Đồ án của thông thiên giới giống như một thần trận siêu cường, tinh không, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, dường như có một ngôi sao vũ mệnh vô cùng khổng lồ, mặc dù cách xa nhau một khoảng cách vô tận nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khổng lồ cùng khí tức mạnh mẽ của nó. Đây là đang xuyên qua tinh không hay sao? rất nhiều người đều sinh ra một ý nghĩ một chùm sáng mạnh hạ xuống thần hoa chói mắt khiến cho bọn họ không có cách nào mở ra ánh sáng trước mặt còn chói mắt hơn ánh nắng mặt trời vô số lần giờ phút này đôi mắt của bọn họ không thể chịu nổi ánh sáng loại này tiên niệm của bọn họ cũng đều không chống lại được tia sáng này chiếu xuống tất cả mọi người đều mất đi tri giác ầm uhm, một trận rung chuyển mãnh liệt tiên niệm của tần vấn thiên cuối cùng cũng có thể tràn ngập mà ra lúc hắn mở mắt hắn thấy mình vẫn ngồi trên cột đá thông thiên chỉ có điều thanh nhi khuynh thành cùng đám người bên cạnh lại biến mất ở phía trước hắn là một bóng người đang trôi lơ lửng người này tần vấn thiên chưa từng thấy qua người kia lẳng lặng đứng đó như thể vẫn ở chỗ này chờ đợi hắn người đó khoác trên mình một bộ quần áo vô cùng đơn giản tu vi không cao cảnh giới tiên thai lục trọng tương đương với hắn người đó chỉ tùy ý đứng ở đó nhưng lại hoàn toàn tự nhiên như thể dung nhập với mảnh thiên địa này loại mỹ cảm hoàn toàn phù hợp này khiến tần vấn thiên có chút xúc động hắn tự biết mình không làm được như vậy giữa chúng ta chỉ có một người có thể sống mà rời khỏi nơi này người thanh niên kia nhàn nhạt mở miệng tần vấn thiên nhíu mày lần giảng đạo cuối cùng của thiên đạo thánh viện lại là một lần sinh tử thí luyện sao nhưng người này là ai trong chớp mắt khi hắn xoay người tần vấn thiên cảm nhận được khí thế của đối phương đột nhiên thay đổi trong phút chốc thần hoa chói mắt từ trên thân hình đối phương phóng ra, thân thể của hắn như là thần ma thể, hào quang trên người bao phủ khắp không gian mênh mông. Một tích tắc này, tần vấn thiên cảm nhận được một cút áp không ai bị nổi, cả đất trời này dường như đều do hắn khống chế. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tần vấn thiên tự đánh giá trong thiên đạo thánh viện chẳng tìm được người thứ hai có tiên thai lục trọng mà lại có thể so bị được với mình ấy vậy mà người này lại thật sự khiến cho tần vấn thiên cảm nhận được một sự uy hiếp vô cùng mãnh liệt hiển nhiên hắn không thuộc về võ tu trong thiên đạo thánh viện khí thế trên người tần vấn thiên phóng ra trong tròng mắt có vẻ ngưng trọng đây là một đối thủ lớn ầm thân thể đối phương đột nhiên di động trong phút chốc liền có vô tận sấm sét từ trên trời đánh xuống bao phủ khu vực tần vấn thiên đang đứng thân thể đối phương hóa thành sấm sét trong phút chốc đáp xuống trước mặt tần vấn thiên sấm sét chiến xa xuất hiện, quét ngang một đường nghiền nát tất cả, bao gồm cả tầng vấn thiên, thần sắc tầng vấn thiên trở nên khiếp sợ. trong tích tắc khi đối phương ra tay, hắn mới biết được đối phương càng đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. thần thủ hóa thành trưởng ấn cũng khiếp trực tiếp hung bạo đánh ra, trên thân hình hắn là ảo ảnh thần quy đáng sợ bao phủ. chữ cổ bồng bình, ầm ầm ầm, dưới sấm sét chiến xa, tất cả đều bị nghiền đến nát bấy, trưởng ấn bị nghiền nát chữ cổ bị hủy diệt ảo ảnh thần quy nổ tung thân thể tần vấn thiên bị hung hăng đánh bay ra ngoài kêu lên một tiếng phun ra một nguồn máu tươi sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy chấn động nhìn bóng người phía trước trên thân thể đối phương là lôi quan hủy diệt rực rỡ vô tận lưu động chói mắt đến vô song trong thiên địa không ngừng có lôi uy từ trên trời hạ xuống đánh vào xung quanh tần vấn thiên từng sấm sét chiến xa đáng sợ xuất hiện dường như có thể nghiền nát tất cả mọi thứ trên thế gian quy tắc thân thể, tiên vương uy năng. Tần vấn thiên nhìn chầm chầm vào đối phương, hắn tự đánh giá vô luận phương diện nào của bản thân cũng đều là cực kỳ xuất chúng, vậy mà hắn lại bị đánh bị thương chỉ với một đòn. Đối thủ trước mắt vậy mà còn đáng sợ hơn hoàng sát thiên. Ngươi ở thiên đạo thánh viện học được không ít, bằng không với một đòn kia ngươi đã chết từ lâu. Đáng tiếc, học còn chưa đủ nhiều, cho nên chỉ có nước chết. Thần sắc đối phương hờ hững, như thể chỉ là đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới trong con mắt tần vấn thiên hiện lên một tia sáng cực kỳ tàn nhẫn trực tiếp vận dụng lực lượng huyết mạch từ trên người hắn bạc phát ra một khí thế kinh người ánh mắt của đối phương lóe lên thoáng lộ ra một vẻ thú vị chỉ có điều ngay lập tức từ trong thân thể đối phương đồng dạng phóng ra một cổ lôi uy siêu cường khoảnh khắc này tóc hắn tung bay tiếng sấm gầm khắp vòng trời toàn thế giới đều hóa thành một mảnh thế giới quy tắc sấm sét lực lượng huyết mạch sao? Đối phương cười nhạt, cổ khí tức bạo phát trong cơ thể này cũng là lực lượng huyết mạch kinh người. Dết, chỉ thấy một ngón tay hắn chỉ về phía trước, trong phút chốc sấm sét chiến xa nổ lớn, nháy mắt bạo phát đáp xuống phía trước tầng vấn thiên. Mỗi một chiếc chiến xa đều chất chứa uy năng sấm sét hủy diệt kinh người, có thể phá hủy tất cả. Thân thể tầng vấn thiên không ngừng bị đánh lui về phía sau, công kích của đối phương như thể vô cùng vô tận, thần thông như vậy chính là lực lượng thuộc đẳng cấp tuyệt học tiên thai của tần vấn thiên phóng ra vô tận huyết sắc yêu mang từng vị đại yêu điên cùng bạo phát nhưng chẳng thể diệt được chiến xa cùng cuộn nghiền nát thiên địa này có thể kiên trì lâu như vậy đáy mắt người thanh niên ánh lên một tia kinh sợ một tiếng sấm sét nổ tung thân thể hắn trực tiếp biến mất xuất hiện ở khoảng không phía trên tần vấn thiên hắn điều khiển chính chiếc sấm sét chiến xa trước sấm sét chiến xa là lôi thần trường mâu còn có hủy diệt hắc ám khí một tiếng sét đánh vang lên chiến xa từ trên trời hạ xuống trực tiếp đánh vào thân thể Tần Vấn Thiên, giờ phút này, dù là công kích cường đại tới đâu, tất cả đều sẽ bị phá hủy, Tần Vấn Thiên rống to hơn, đánh ra một đòn mạnh nhất, lấy chân thần thân thể kích phát thần thủ công phạt, yêu uy cắn nuốt thiên địa, trong phút chốc đã nuốt chững chiến xa, cuốn vào bên trong, đối phương nhíu mày, sau đó lại trực tiếp khống chế sấm sét chiến xa xông vào vòng xoáy khủng khiếp đó, tiếp sau đó, bên trong vòng xoáy hủy diệt như thể ngày tận thế ấy phát ra tiếng nổ vang kinh người một trận gió bão khủng khiếp như muốn hủy thiên diệt địa. Tiếng nổ tung truyền ra, bóng dáng của đối phương lại hiện ra trong vòng xoáy hủy diệt, sấm sét chiến xa đều bị phá hủy, người thanh niên kia dường như có chút chật vật, nhưng vẫn chưa bị thương. Cái viện một nát này trong 40 năm không ngờ lại bồi dưỡng được một người như ngươi, thực sự hiếm thấy. Trong mắt người thanh niên lóe lên một vẻ cao ngạo, lạnh nhạt nói, nhưng ngươi vẫn là phải chết, nói rồi, chiến xa lại hiện ra. Trong tích tắc này, mười tám sấm sét chiến xa xuất hiện, hắn khống chế tiên vương uy năng, vậy mà lại mạnh hơn hoàng sát thiên rất nhiều, cộng với mức độ tăng cường của huyết mạch, quả thực có thể nói là vô địch tiên thai. Tần vấn thiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp phải đối thủ đáng sợ như thế. khi mười tám cổ sấm sét chiến xa nghiền ép tới, tất cả thiên địa đều bị hủy diệt, thân thể tần vấn thiên trực tiếp bị xuyên thủng, lực lượng hủy diệt xuyên qua thân thể hắn. Lúc này đây trong lòng hắn dấy lên một tia không cam lòng mãnh liệt, 40 năm tại thánh viện, tu hành nâng cao đến thế, vậy mà đành chịu chết sao? Sau khi hắn chết, Thanh Nhi phải làm sao? Huynh Thành phải làm sao? Nếu như các nàng cũng gặp phải tình huống như vậy, có thể sống được sao? Sau khi hắn chết, thù hận của cha mẹ lại như thế nào? Ý thức hắn dần dần tan rã, linh hồn hắn như đang tản đi trôi nổi trong thiên địa. Hắn còn có rất nhiều điều không cam lòng trong chớp nhoáng này trong đầu hắn nhớ lại vô số hình ảnh những hình ảnh ấy giống như một thước phim từ khi hắn còn bé tại thiên ung thành ở sở quốc đến lúc gặp gỡ luyến ái với khuynh thành trong lòng của hắn quyến luyến thật sâu cầu võ vì sao một giọng nói chui vào trong đầu hắn cả đời này của hắn cầu võ vì sao vì khuynh thành mà chém đan vương điện vì thanh nhi bước vào trường thanh tiên quốc lại vì những tàn nhẫn mà phụ thân từng trải qua cầu võ là để thiên địa này không thể che đi bản tâm của hắn, tầm, um, trong đầu kịch liệt trung động, ý thức dường như đã trở về bản thể, tần vấn thiên trong giây lát mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm, hắn nhìn ra xung quanh, thấy thanh nhi, thấy khuynh thành, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia vui mừng sâu sắc, hắn phát hiện thanh nhi và khuynh thành đều đang nhìn hắn, thậm chí khóe mắt các nàng còn ngân ngấn lệ, một tích tắc này tần vấn thiên đột nhiên hiểu ra. Nói vậy, trong một tích tắc kia, các nàng cũng từng trải qua biến cố giống như mình đây là chân thật hay là huyễn cảnh hư ảo tần vấn thiên nhìn thông thiên giới có chút không dám xác định đó là giả sao vì sao lại chân thật đến vậy ngay cả thần thông cũng chân thật như vậy như thể chính mình đã cảm nhận được cường đại của đối phương lực lượng của đối phương vậy đó là thật sao vì sao lại là võ tu cường đại đáng sợ như vậy hắn thậm chí còn gọi thiên đạo thánh viện là một viện rách nát thánh địa tu hành mà tiên vực võ tu theo đuổi, nơi bồi dưỡng cổ đại đế, lại chỉ là một viện rách nát, một khắc vừa rồi, các ngươi hẳn là đã có một tia cảm nhận, mình vì sao cầu võ. Các ngươi chắc hẳn đã hiểu rõ chấp niệm tu hành của mình là cái gì, đây là nguồn động lực cuồn cuộn không dứt của các người, có thể hắn không tầm thường chút nào, nhưng trên thực tế, chấp niệm của các ngươi sâu đậm đến đâu sẽ quyết định các ngươi sau này có thể đi xa đến đâu, âm thanh mờ ảo truyền đến trên thông thiên tiên thạch tại thông thiên giới xuất hiện một ảo ảnh mơ hồ, cả tòa thông thiên giới dường như đang bồng bềnh trồi trong tinh không, chủ nhân của thông thiên giới đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Người giảng đạo là người đứng đầu thánh viện sao? Lời của đối phương khiến Tần Vấn Thiên suy nghĩ sâu xa. Chấp niệm của một người đối với tu hành sẽ quyết định quyết tâm của hắn mạnh tới đâu, nếu không phải từng bước bị hoàn cảnh bên ngoài ép buộc vội vàng, mang theo chấp niệm siêu cường thì có lẽ hắn vẫn có thể tu hành tới cảnh giới hôm nay nhưng sẽ không nhanh như vậy ta một đời này đã nhìn thấy rất nhiều người có vài người quá lâu không có cách nào phá vỡ vách ngăn tiên thai mà chìm đắm trong trụy lạc có vài người bị nhốt ở cảnh giới tiên vương quá lâu mà sinh sôi tâm ma mất đi bản ngã khi đó niềm tin không đủ để chống đỡ bọn họ có khả năng cả đời cũng chỉ có thể đứng nguyên tại vị trí cũ các ngươi cũng vậy không chỉ một người mà là tất cả mọi người cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở một cảnh giới. Giọng điệu của đối phương như thể có ma lực thần bí, bọn họ dường như cảm giác được đến một lúc nào đó khi mình không có cách nào vượt qua một cảnh giới. Loại giải dụ này e rằng thật sự có thể hành hạ một người đến điên cuồng, khiến hắn dần dần mất đi kiên trì, mất đi bản ngã. Tu hành thật sự quá khó khăn, thiên phú của bọn họ đột phá tiên thai không thành vấn đề, nhưng còn tiên vương, tiên đế thì sao? Mười vạn năm sau, trăm vạn năm sau, khi bọn họ dừng lại ở một cảnh giới thì sẽ như thế nào? Quả thực không có cách nào hình dung được, những nhân vật lớn trong tiên vực đều đã trải qua giải dụa và rèn luyện thế nào mới có thể có được tâm cảnh bình thản. E rằng đều là do nghị lực và niềm tin to lớn chống đỡ bọn họ, lần giảng đạo cuối cùng của thiên đạo thánh viện không giống như đạo lý tu hành lúc trước, mà bắt đầu từ cánh cửa tử vong, bắt đầu từ tâm cảnh, dần dần làm người say mê, khiến cho bọn họ chìm đắm trong đó một bài học rất dài, từ tử vong đến tâm cảnh rồi lại trở lại tu hành. Thông thiên giới dẫn theo bọn họ không ngừng qua lại trong ngân hà, dù cho nhắm mắt tu hành cảm ngộ thì bọn họ vẫn có thể cảm giác được sự bao la hùng vĩ không gì sánh kịp của không gian bên ngoài cùng quy tắc, mạnh mẽ đến cực điểm. Bọn họ dường như đang ngao du trong tinh không, giống như ảo mộng, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Thiên đạo thánh viện tròn 50 năm năm, khi từng người mở mắt ra, bọn họ không nhìn thấy tinh không nữa chỉ thấy được tiên hải, bọn họ ngồi trên con thuyền độc một do tiên lực ngưng tụ, bồng bềnh trôi trong tiên hải, ngọn gió vô hình lay động, dẫn bọn họ đến bờ bên kia tiên hải, nơi đó chính là con đường ban đầu mà bọn họ tới. Trong U Minh, Tần Vấn Thiên dường như có cảm ứng, hắn mở mắt nhìn bốn phương, trên mặt là nụ cười yếu ớt. Thanh Nhi và Khuynh Thành đều ở bên cạnh, một giấc mơ này cũng thật dài, như thể rất nhiều năm đã trôi qua vậy. Tần Vấn Thiên nhỏ giọng nói, cảnh giới của Quynh Thành đã đến tiên thai tam trọng, hắn và Thanh Nhi đã đến tiên thai thất trọng. Hơn nữa, tiên lực tiên thai của hắn tràn đầy, tòa tiên thai trong suốt lấp lánh, lóe ra ánh sáng hoàng mỹ rực rỡ, tiên lực lưu chuyển cường đại hơn nhiều so với trước đây. Lần này cũng không chỉ đơn giản là nâng cao cảnh giới như vậy, ánh mắt phóng ra xa, từng đợt sóng trên tiên hải vỗ tới bên bờ, phát ra những tiếng vang rì rào, từng bóng người đứng dậy nhìn về phía trước, trong lòng đều dậy lên sóng lớn thiên đạo thánh viện năm thứ 50 giống như một giấc mơ. 50 năm này, bọn họ đã có những tiến bộ rất lớn, nhất là những người tiến nhập thánh viện với cảnh giới thấp, họ có tiến bộ rõ ràng nhất. Ngược lại, với những người cảnh giới cao, họ khó có thể vượt qua ranh giới đó, ví dụ như cường giả tiên thai cửu trọng, con đường của bọn họ chỉ có đi lên cảm ngộ tiên vương uy năng, nhưng rất nhiều người đều không làm được. Một bước này thật quá khó khăn, chỉ có điều, tại lần cuối cùng thánh viện giảng đạo này, có không ít cường giả tiên thai cửu trọng đã bước ra được một bước kia dường như trận chiến sinh tử cùng với hành trình trên tinh không tại thông thiên giới được chuẩn bị là vì thế để giúp cho một vài người có thể tiếp cận tiên vương lúc này người của cửu hoàng tiên quốc người cùng các cường giả của bạch hổ tộc đều yên tĩnh đến vi diệu không còn tranh phong với nhau mà thản nhiên đi về phía trước tiến về phía bờ tiên hải nơi có lối ra bên ngoài cửu đỉnh thành xung quanh lối vào thánh viện từ lâu đã không còn thịnh cảnh năm đó dù sao khi đó thánh viện nhận người, tất cả mọi người trên khắp tiên vực đều chạy đến đây. Tuy nhiên, theo năm tháng trôi qua, bất luận người tới xem náo nhiệt hay là cường giả khắp nơi đổ về cũng đều lần lượt rời đi, chỉ có điều cũng vẫn an bài cường giả bảo vệ tại đó, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nên đón những người bước ra từ thánh viện. Đối với cấp bậc tiên vương cũng như những cường giả có cảnh giới mạnh hơn, trăm năm cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bọn họ coi như ở trong phạm vi cửu đỉnh thành mà rèn luyện dưới hồng trần, dù vậy thì vẫn thường có cường giả đến xem chừng lối ra của thánh viện, nhìn xem nơi này có chút động tĩnh mới gì hay không. Đúng lúc này, một trận ánh sáng dao động tại lối vào thánh viện, sau đó có thân ảnh từ bên trong bước ra. Bóng dáng ấy cương quyết vô song, con người mang màu vàng, chính là già nam thiên khí chất không gì sánh kịp. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, từng ánh mắt đều nhìn về phía này, trong lòng khẽ run đã có người đi ra khỏi thánh viện, từng trận rung động truyền ra, chỉ thấy từng bóng người lục tục đi ra từ trong thánh viện. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, các cường giả ở phía xa cũng đã cảm nhận được biến hóa, tất cả đều dùng dập chạy tới đây. Ông, trong hư không đột nhiên có một trận cùng phong kịch liệt dao động. Sau đó một bóng đại bằng khủng khiếp lơ lửng xuất hiện trên không. Ánh mắt hắn nhìn đám người già Nam Thiên, cười nói, Nam Thiên, cuối cùng các ngươi cũng đã đi ra rồi hư không xung quanh dao động kịch liệt hội tụ thành một cơn lốc đáng sợ chỉ thấy từng bóng người trực tiếp xuất hiện tại đây các trưởng bối của những thanh niên thiên kiêu ấy nhìn bọn họ đi ra khỏi thánh viện sinh động quanh phạm vi cửu đỉnh thành tiên niệm bất cứ lúc nào cũng lượn lờ điều tra nơi đây vừa có phát hiện gì sẽ liền lập tức chạy tới đón tiếp ha ha bọn trẻ cuối cùng cũng đã đi ra rồi một âm thanh nổ vang trên hư không một vị cường giả có khí tức khủng khiếp ngay mi tâm im dấu ấn ký vương giả xuất hiện đó chính là một vị hổ vương đáng sợ phía bên kia có một bóng dáng như nhân hoàng đáp xuống hư không vô cùng uy nghiêm đầu hắn mang vương miệng trên người là uy nghiêm khống chế thiên hạ chính là nhân vật tài ba của cửu hoàng tiên quốc sát thiên vô địch cường giả này nhìn về phía hoàng sát thiên cùng hoàng vô địch lộ ra vẻ mặt tươi cười tiếp tục nhìn những bóng hình này nam hoàng cô hồng đứng lặng lẽ tại một phía khác mỉm cười nhìn những người đang đi ra cường giả khắp nơi đều đã đến đủ lúc đám người tần vấn thiên đi ra hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh liền thấy thiên biến đế quân đã xuất hiện ở đó mỉm cười nhìn mấy người bọn họ thiên biến tiên môn chính là thế lực mới quật khởi trên thực tế những thiên kiêu tiến nhập thánh viện người chỉ vài người thuộc thiên biến tiên môn phần lớn đều do thiên phù giới an bài tu hành tại thiên biến tiên môn hiện tại bạch vô nhai cùng rất nhiều các tiên vương cường giả cũng đều tiến nhập thánh viện hơn nữa còn đi tới những không gian khác nhau nên còn chưa đi ra bởi vậy người của thiên biến tiên môn tới đây chính là bản tôn của thiên biến đế quân thật nhiều nhân vật tài ba đáng sợ tất cả những cường giả từ cửu đỉnh thành chạy tới khi thấy được sự rầm rộ trong hư không đều một trận sợ hãi hai vạn thiên kiêu sắp đi ra đến từ khắp các nơi trong tiên vực phía sau bọn họ có rất nhiều thế lực o bế những thế lực lớn đều đã có người đến đây đế quân thân hình đám người tần vấn thiên lóe lên đi tới phía trước thiên biến đế quân không tồi thiên biến đế quân mỉm cười gật đầu không ngờ rằng Tần Vấn Thiên lại đã bước vào cảnh giới tiên thai thất trọng. Trong 50 năm ngắn ngủi, hắn lại tiến bộ đến nhường, thực sự có chút đáng sợ, hữu địch và đảng thiên đâu. Đúng lúc này, các cường giả tài ba của cửu hoàng tiên quốc nhìn mãi mà vẫn không thấy hoàng hữu địch, hắn thường vẫn thích theo sát hoàng sát thiên, vậy mà trong số rất nhiều cường giả vừa đi ra vẫn không nhìn thấy hắn. Gào, một tiếng thú trống trầm thấp truyền ra, trong thiên địa trong phút chốc tràn ngập uy áp kinh người, bên phía bạch hổ tộc, đám người bạch mâu đã nói cho các cường giả tài ba này biết những bạch hổ đại yêu không thấy đi ra là bởi bọn hắn đã bị võ tu nhân loại tiêu diệt đồng dạng bên phía nam hoàng thị thánh nữ nam hoàng thị đã lấy ra vài vị thánh nữ giờ đã biến thành niết bàn huyết giao cho nam hoàng cô hồng con người nam hoàng cô hồng trở nên đặc biệt lạnh giá nhiệt độ hừng hực khiến cho người ta hít thở không thông tràn ngập ra bao phủ khắp cả khoảng không gian mênh mông vô tận sau đó rất nhiều cường giả của các thế lực đều phóng ra khí tức kinh người ngay lập tức tất cả mọi người đều cảm giác được một điều gì đó không bình thường nếu như tất cả các cường giả của những thế lực đến từ khắp nơi không kiềm chế được mà bạo phát chiến đấu tại đây cả tòa cửu đỉnh thành này sẽ bị hủy diệt sinh linh đồ tháng sát khí ngập trời tràn ngập đánh về phía cường giả của nam hoàng thị nam hoàng cô hồng nhất chân bước về phía trước một bước tất cả thánh nữ của nam hoàng thị đều được nàng bao bọc bên trong đôi đồng tử lạnh lùng của nàng quét về phía đối phương, chính là bạch hổ tộc bên kia, lạnh nhạt nói, một đám nghiệp súc, ngươi làm càng, bạch hổ đại yêu trầm thấp quát, tiếng lỗ ầm ầm vang trong thiên địa, chấn động tới mức màn nhĩ của người ta đều đang phát trung. Vị nhân hoàng kia của cửu hoàng tiên quốc đánh ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhi và Tần Vấn Thiên, lạnh lùng mở miệng, nữ nhi của Trường Thanh, là ngươi giết hữu địch, hắn đáng chết, Thanh Nhi lạnh như băng nói, trong đáy mắt của nhân hoàng hiện lên uy thế đáng sợ hắn đáng chết ngươi hẳn là biết ngươi đang nói chuyện với ai khi thế trên người nhân hoàng tràn ngập ra bao phủ về phía thanh nhi thánh viện vốn dĩ chính là nơi thí luyện của hậu bối các ngươi lại muốn nhũng tay vào trận chiến của tiểu bối như vậy không sợ bị đàm hậu bối chế nhạo hay sao trong hư vô có một giọng nói truyền đến trong phút chốc rất nhiều cường giả của cửu hoàng tiên quốc đều cảm nhận được một cổ bi áp đáng sợ từ trên trời hạ xuống bao phủ tất cả mọi người bao gồm cả vị nhân hoàng kia chỉ thấy vị nhân hoàng này ngẩng đầu lại không nhận biết được vị trí cụ thể của đối phương hắn đương nhiên đáng chết lại có âm thanh truyền ra chỉ thấy một vị nữ tử cường đại xuất hiện môn nhân của cơ đế đều chạy về phía bên này cung kính hô một tiếng nhị sư tỷ nữ tử vừa xuất hiện chính là một trong những đệ tử mạnh nhất trong đám môn hạ của cơ đế là một đệ tử khác cấp tiên đế từ lâu đã là nhân vật hiển hách ở phía đông tiên vực tại lối ra của thánh viện khắp hư không một mảnh hỗn loạn Phía sau ai chẳng có bối cảnh, nếu như thật sự trực tiếp phát sinh đại chiến, e rằng hậu bối hai bên đều phải chết hết, cường giả cấp đế cảnh nếu muốn giết một nhân vật tiên thai thì chỉ cần đơn giản động một ngón tay mà thôi, chẳng ai chịu nổi việc cường giả phía đối phương giết một hậu bối bên phía mình. Trong hư không là một trận áp lực, tất cả mọi người đều trầm mặt một lát. Chẳng ai lại không e ngại đại chiến giữa các thế lực đỉnh cấp tại tiên vực, kể cả nhân vật cường đại cấp tiên đế nếu chỉ là trấn chiến sinh tử thì cũng không sao nhưng mà có kẻ lại dám ăn thịt cường giả của bạch hổ tộc ta sau khi hắn chết người như vậy có thể nào không giết đây hắn chính là tần vấn thiên bọn ta nhất định phải tiêu diệt hắn bạch mâu chỉ về phía tần vấn thiên mà nói người mà bạch hổ tộc bọn hắn thống hận nhất không hề nghi ngờ chính là tần vấn thiên hôm nay có nhiều cường giả đến như vậy hiển nhiên không có khả năng đối phó với tất cả vậy thì bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn một người, Tần Vấn Thiên, không sai, kẻ này thực đê tiện vô sĩ. Chính hắn là kẻ đầu tiên hạ sát thủ, nếu không phải do hắn thì rất nhiều thiên kiêu sẽ không ngã xuống. Nhất định phải giết chết hắn, có cường giả của Thiên Lam Tiên Quốc chỉ về phía Tần Vấn Thiên, cổ tiêu của Chí Tôn Kiếm Phái ta chính là bị hắn và một đám người nữa bao vây tấn công đến chết, người của Chí Tôn Kiếm Phái bị đặt, đôi mắt Tần Vấn Thiên trở nên lạnh như băng. Hận ý của những người này đối với hắn thật đúng là rất sâu sắc, bọn họ đều muốn giết hắn, đoạt đi tính mạng của hắn, cùng đám người như các người tiến nhập Thiên Đạo Thánh viện là sĩ nhục lớn nhất của Tần Vấn Thiên ta đây. Các ngươi làm nhục hai chữ Thiên Kiêu, Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, không giết được sư huynh của ta nên bị giết ngược lại, hiện tại lại đi nói xấu sư huynh của ta là đê tiện, chẳng lẽ đó không phải là đường đường chính chính chiến đấu sát phạt sao? Quân Mộng Trần hét lớn một tiếng năm đó hoàng sát thiên cảnh giới tiên thai cửu trọng đánh một trận với sư huynh của ta cũng là bất phân thắng bại, lại còn cần bao vây tiêu diệt cái đám phế vật đã chết kia sao, bạch hổ tộc cứ muốn sỉ nhục tỷ muội nam hoàng thị chúng ta, ngôn ngữ của bọn chúng quả thực. Nếu như tỷ muội chúng ta rơi vào trong tay bọn chúng, đám súc sinh này không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vậy nên tất cả mấy vị tỷ muội mới có thể không tiếc tất cả hóa niết bàn huyết cũng không muốn rơi vào trong tay bọn hắn đám nghiệp súc này chết chưa hết tội thánh nữ của nam hoàng thị nói với nam hoàng cô hồng đôi mắt lạnh giá của nam hoàng cô hồng quét về phía bạch hổ tộc nhiệt độ khắp mấy ngàn dặm quanh khu vực này dường như đang tăng lên nhị sư tỷ vân thường sư muội là bị bọn hoàng hữu địch của cửu hoàng tiên quốc tiêu diệt môn hạ đệ tử của cơ đế lạnh lùng nói nếu không phải có tần vấn thiên ra tay nam hoàng thị ta e rằng chẳng có bao nhiêu người có thể sống sót rời khỏi thiên đạo thánh viện chúng ta cũng vậy mạc tử yên nói trận chiến lúc ấy, nếu không có tần vấn thiên ngăn cản hoàng sát thiên, liệu có ai có thể bảo toàn mạng sống, từng giọng nói vang lên, mọi người dường như có thể tưởng tượng ra chiến đấu tàn khốc trong thánh viện. Thánh nữ của Nam Hoàng Thị, môn nhân của cơ đế đều suýt nữa bị chôn vùi ở bên trong, hoàng tử của cửu hoàng tiên quốc cũng bị tiêu diệt ở bên trong. Đại yêu của bạch hổ tộc bị tư sống nướng chín. Trận chiến này thật kinh tâm động phách, vạn ma đảo cũng có rất nhiều thiên kiêu bước vào thánh viện, bởi vậy ở đây cũng không thiếu cường đại ma tu. Lúc này lại có một vị ma đế đáng sợ nhìn mọi người, cười nói, mấy người tiên vực các ngươi thích nói dông dài đến vậy sao? Nếu đã có sinh tử thù thì cứ trực tiếp khai chiến tiêu diệt đối phương đi, đấu khẩu thì có gì hay ho, những kẻ bị giết là thiên kiêu thiên phú kiệt xuất trong đám hậu bối của các ngươi cơ mà, tên này, thần sắc của mọi người ngưng trọng. Ma tu của vạn ma đảo hận không thể làm cho tiên vực đại loạn, khai chiến sao, nói thì dễ lắm, một khi chuyện này liên lụy đến thế lực đỉnh cấp thấp tại tiên vực, cho dù có cùng bạo giống như bạch hổ tộc thì cũng sẽ không dễ dàng gì khơi lên tiên chiến cấp độ như vậy, hậu quả của nó sẽ chẳng có thế lực phương dám nói là gánh được, yêu đế của bạch hổ tộc không dám làm vừa, nam hoàng cô hồng dù có phẫn nộ cũng sẽ không hành động kinh suất. Ta nghe nói thiên biến tiên môn phía đông tiên vực chính là thế lực thành lập chưa được trăm năm, lúc này còn đang giao chiến với đông thánh tiên môn. Đồng thời, trường thanh tiên quốc cũng gặp phải tiên vực tài quyết do thế lực khắp vùng phía đông khởi xướng. Nhân hoàng của cửu hoàng tiên quốc đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn rơi đến trên người thiên biến đế quân, nói, ta kiến nghị, thiên biến tiên môn giao hắn cho chúng ta, thế lực bên ngoài chung quy cũng không thuộc về bản thân các ngươi, thiên biến tiên môn là thế lực như nào. Vừa thành lập chưa đến trăm năm, mặc dù có một vị cường giả tiên đế nhưng lại dám đối đầu với cửu hoàng tiên quốc, bảo vệ người mà bọn họ muốn có sao. Sau khi trải qua biến cố, Trường Thanh Tiên Quốc từ lâu đã là nguyên khí đại thương, thực lực bản thân cũng có hạn, lại dựa vào cái gì cản bọn họ? Nam Hoàng thị cấm rễ tại Nam Bộ Tiên vực đã từ lâu, thâm căn cố đế, thực lực cường đại, nhưng đó là thế lực của riêng Nam Hoàng thị, chẳng lẽ bọn họ lại muốn động thiên biến tiên môn? Nam Hoàng thị còn có thể vì thế mà khai chiến với Cửu Hoàng Tiên Quốc nữa. Đây đều như là chuyện cười vậy, Thiên biến tiên môn thế lực này ta chưa từng nghe nói qua. Đôi mắt của yêu đế bạch hổ tộc yêu dị vô cùng, nhìn chầm chầm về phía thiên biến đế quân. Diễn xuất của cửu hoàng tiên quốc và bạch hổ tộc thật sự khiến người ta thất vọng. Thiên biến đế quân lạnh lùng đáp lại một tiếng, xem ra các ngươi đã lựa chọn xong xuôi, thà rằng bảo vệ một kẻ tiên thai. Vậy thì hôm nay từ biệt tại đây thôi, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, trên người hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ bao phủ chư thiên kiêu của cửu hoàng tiên quốc, sau đó liền trực tiếp rời đi hôm nay ngay tại đây sẽ không có khả năng trực tiếp khai chiến đợi sau khi quay về tiên quốc sẽ thương thảo thêm nên làm thế nào đi yêu đế bạch hổ tộc hô lên một tiếng trầm thấp sau đó cũng dẫn đầu các cường giả rời đi tiên vực phía đông tạm biệt thiên lam tiên quốc chí tôn kiếm phái cùng rất nhiều cường giả đều nhìn về phía tần vấn thiên và thanh nhi hiển nhiên chuyện này còn lâu mới kết thúc được kết quả của tiên vực tài quyết còn chưa có đến nay Trường Thanh Đại Đế còn chưa giao người ra, nếu đã đề nghị tiên vực tài quyết, đương nhiên sắp có một kết quả, chúng ta cũng trở về thôi." Thiên Điến Đế Quân nói với đám người Tần Vấn Thiên. "Được." Tần Vấn Thiên gật đầu, hắn nhìn về phía Thanh Nhi nói, "Thanh Nhi, nàng thì sao? Ta sẽ đi theo sư tỷ tới chỗ sư Tôn, như vậy cũng có thể về nhà bất cứ lúc nào thông qua trận pháp." Thanh Nhi khẽ nói. Phong ba lần này vì nàng mới khởi lên, bên sư tỷ có người bởi vậy mà chết nàng đương nhiên phải về sư môn báo cáo với sư tôn. Nếu sư tôn có xử phạt, nàng cũng sẽ nhận phạt. Được, Tần Vấn Thiên đang nghe truyện trên TV Audio CV cười cười gật đầu. Cơ đế chính là tiên đế cấp tiên vực, Thanh Nhi trở về sư môn thì Tần Vấn Thiên đương nhiên yên tâm, nhớ chiếu cố thật tốt bản thân. Tần Vấn Thiên dặn dò, được, Thanh Nhi Thanh Thúy đáp, hãy chiếu cố Khuynh Thành thật tốt. Nói rồi nàng quay về phía mặt Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó liền đi tới phía môn nhân của cơ đế, Vấn Thiên. Nam Hoàng Vân Hy nhìn về phía tầng Vấn Thiên, nàng không yên lòng nói, bạch hổ tộc chính là yêu, hành sự cực kỳ bá đạo không tuân theo quy củ. Ngươi cẩn thận một chút, đúng vậy, chuyện này bọn họ hẳn là sẽ không từ bỏ ý định. Thù này đã kết thành rồi, thánh nữ của Nam Hoàng thị thần sắc lãnh đạm, sau khi trở về xong xuôi phải tu hành cho thật tốt, được, các vị thánh nữ bảo trọng tần vấn thiên chắp tay chào thánh nữ của nam hoàng thị hai bên từ biệt lẫn nhau tần huynh lần sau có thịt ăn nhớ chia sẻ nha từ một phương hướng khác bên cạnh ba người bất giới hòa thượng có mấy vị cao tăng hộ pháp dáng vẻ trang nghiêm tần vấn thiên nhìn vẻ tươi cười hèn mọn của tên bất giới này cười nói giữ huynh để với nhau đương nhiên là đồng cam cộng khổ có thịt mọi người cùng ăn sau này còn gặp lại được tần huynh phải nhớ lấy lời đó nha hai mắt bất giới tỏa sáng thịt bạch hổ hắn còn chưa có ăn đủ đâu. Đương nhiên, Tần Vấn Thiên nói rồi lại hướng phía bất ngữ và bất sân chấp tay nói, lần này trong thánh viện, đa tạ hai vị đại sư chiếu cố, sau này nếu có gì cần, xin cứ gọi đến Tần Mổ, A-di-đà Phật, bất ngữ chấp hai tay lại trước ngực, quay người chào Tần Vấn Thiên. Bất sân hòa thượng nhàn nhạt gật đầu, sau đó Phật quan lập lòe, cao tăng của vấn tâm tự đã rời đi, cường giả khắp nơi đều lần lượt rời đi, có người của tử đế, có người của đông thánh tiên môn có người của lôi thần điện sở thanh y của phiêu tuyết thánh điện trước khi đi vẫn không quên nhìn bóng dáng kia người của thiên biến tiên môn khởi hành ngự không rời đi ở phía khương thị khuôn mặt khương tử dục lộ ra tiếu dung tên tần vấn thiên này thật không khiến cho hắn thất vọng tốc độ trưởng thành có thể nói là khủng khiếp vạn ma đảo ngang ngược khắp chốn ánh mắt nữ tế ti của tài quyết ma điện chuyển qua nhìn về phương hướng thiên biến tiên môn rời đi trong đôi mắt xinh đẹp vô ngần lại hiện lộ ý tứ không nở nhàn nhạt. Đi thôi, một vị ma đế khí tức đáng sợ mở miệng nói một câu, tất cả bọn họ đều lục tục rời đi. Một tràng phong ba khởi lên rồi lại tan đi, nhưng hình như cũng đều ở trong dự liệu. Với sự có mặt của rất nhiều tiên đế nhân vật, dưới tình huống chẳng chuẩn bị gì, thật sự không có khả năng bạo phát loại đại chiến cấp độ đó. Độ liên lụy quá lớn, một khi không khống chế được liền có thể dẫn tới một trận bạo động lớn. Hơn nữa những cường giả này dù chưa đạt đến cấp bậc Tiên Vương, nhưng hiển nhiên bản thân bọn họ cũng đã là một tồn tại cường đại, không cần cường giả đến ấy tiếp ứng, sau khi rời khỏi thánh viện, bọn họ chắc chắn lại càng cường đại hơn. Tại Thiên Biến Tiên môn, Tần Vấn Thiên nhìn quần thể cung điện quen thuộc trước mắt, đáy mắt hiện lên một nét cười nhẹ, có thể tụ hội cùng đám bằng hữu, tuy phong ba bất cứ lúc nào cũng có khả năng khởi lên, nhưng chí ít cũng có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian, đường tu hành gian khổ, thời gian quý giá vô cùng. Nhưng 50 năm tu hành trong thánh viện trước sau căng thẳng tâm thần, giờ cũng cần phải thả lỏng một chút, đế quân, ta về trước, nhìn ngắm một chút, tần vấn thiên chấp tay nói, được, thời gian này ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, bên ngoài có tin tức gì ta tự sẽ thông báo cho ngươi, thiên biến đế quân nói, đa tạ đế quân. Tần Vấn Thiên cùng đám người Mạc Khuynh Thành đi tới quần thể cung điện của mình. Năm tháng trôi qua, Tu hành trong thánh viện lại tốn đến 50 năm, không biết mọi người còn khỏe mạnh hay không. Tần Vấn Thiên vừa chuẩn bị tới bái kiến nghĩa phụ liền thấy đã có người đến đây, hẳn là tin tức hắn và Khuynh Thành trở về đã tới tai bọn họ. Sư Tôn, Mạc Khuynh Thành nhìn thấy Dược Hoàng đến đây, trên mặt liền lộ ra dáng vẻ tươi cười. Dược Hoàng tiền bối, Tần Vấn Thiên khẽ không người, ta còn lo lắng Khuynh Thành gặp phải chuyện gì trên đường tìm ngươi, thấy nàng bình yên vô sự trở về, ta đã yên tâm rồi. Dược Hoàng mỉm cười nói, Vấn Thiên, lần xuất ngoại này cũng thật dài, Diệp Thanh Vân xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh Vân vẫn luôn bế quan trùng kích cảnh giới tiên thai, bởi vậy không xuất môn. Nghĩa Phụ, Lăng Sương tỷ, Tần Vấn Thiên thấy Nghĩa Phụ và Diệp Lăng Sương, trong lòng đương nhiên rất cao hứng. Ha ha, tiếng cười sang sản truyền đến, phụ thân Tần Xuyên và Tần Giao tỷ đều lần lượt đến đây, còn có lão sư không thương, sư tỷ nhược hoang, hình như lại đẹp trai thêm rồi nhược hoang đi tới bên cạnh tần vấn thiên thân thể gần như muốn dán sát vào tần vấn thiên ngón tay của nàng quyến rũ lướt qua cầm tần vấn thiên khiến cho tần vấn thiên dở khóc dở cười sư tỷ ngươi hãy tha cho ta đi nói một chút nghe xem hiện tại tu vi gì rồi đôi con ngươi của nhược hoang chất chứa một nét kỳ quái ở cảnh giới tiên thai này chắc hẳn cũng là tương đối lợi hại đi tần vấn thiên vui đùa mà nói lúc ở cùng người nhà và lúc ở bên ngoài hoàn toàn khác nhau hắn giờ rất thả lỏng tương đối lợi hại sao nhược hoang thì thầm khẽ nói trượng kiếm tông có không ít bóng người lóe đến khiến cho tần vấn thiên có chút bất ngờ người của trượng kiếm tông không muốn quá dựa dẫm vào hắn bởi vậy rất nhiều người đều đang thí luyện ở bên ngoài rất ít khi tập trung như vậy đoạn hàng quý phi tuyết lâu băng vũ cùng những người khác đều xuất hiện ở trong đám người hơn nữa cảnh giới của bọn họ đều đã mạnh hơn ngày xưa rất nhiều chỉ có điều đều kẹt tại cảnh giới thiên tượng không có cách nào bước vào cảnh giới tiên thai. Tần vấn thiên chuẩn bị sẽ thử thách bọn họ một hồi, chắc hẳn là sẽ có thể phá tan tầng ràng buộc kia. Vấn thiên, ngươi trở về đúng lúc lắm, lâm soái sư huynh sắp làm đại hôn rồi. Đoạn hàng đi lên phía trước cười nói với tần vấn thiên, lâm soái sư huynh sắp làm đại hôn, trong ánh mắt tần vấn thiên lóe lên một tia vui mừng. Nhiều năm về trước khi bản thân hắn vừa mới bước vào hoàng cấp thánh vực, chính lâm soái sư huynh đã nhận hắn tới trượng kiếm tông, chiếu cố hắn rất nhiều, không nghĩ tới búng tay một cái mà đã trôi qua nhiều năm như vậy. Lâm Soái sư huynh cũng đã tìm được người mình yêu, hắn đương nhiên là cảm thấy cao hứng cho sư huynh. Cô nương nhà ai lại có phúc khí tốt như vậy, gả cho người ưu tú như Lâm Soái sư huynh. Tần Vấn Thiên lại cười nói, Lâm Soái sư huynh quen nàng lúc ra ngoài thí luyện, là một cô nương rất tốt ở trong thành Vân Châu. Diệp Lăng Sương cũng rất vui vẻ. Lâm Soái sư huynh giống như huynh trưởng của nàng vậy sư huynh đâu rồi tần vấn thiên hỏi sao lại không có mặt ở nhà cô nương đó rồi đang bận rộn chuyện đại hôn vân châu thành lớn như vậy muốn trở về một chuyến cũng không dễ dàng chúng ta vốn trở về để chuẩn bị không nghĩ tới lại gặp ngươi đã trở về mọi người đều vừa cười vừa nói tần vấn thiên gãi đầu cũng đúng vân châu thành mênh mông đến thế kể cả đối với cường giả tiên thai thì cũng là rất lớn rất nhiều người cả một đời này đều không bước chân ra khỏi tòa thành này chỉ là do tần vấn thiên thường gặp toàn cường giả hơn nữa còn đi từ địa vực đến khắp các nơi trong tiên vực nên mới mơ hồ không nhận ra vân châu thành đối với một vị võ tu dưới tiên thai có ý nghĩa như thế nào tại nam hoàng thị nam hoàng cô hồng cùng với các thánh nữ của nam hoàng thị đã quay về tòa cổ điện mênh mông được truyền thừa qua vô số năm tháng trong một tòa cổ điện khí thế vô cùng có rất nhiều cường giả tập trung lại đó là trưởng bối của các thánh nữ cùng với một vài trưởng giả trong nam hoàng cổ tộc lúc này một chùm sáng phượng hoàng đang nổi lơ lửng trên cổ điện, mơ hồ ngưng tụ ra vài ảo ảnh phượng hoàng, bên trong ảo ảnh lại là vài giọt niết bàn huyết đỏ tươi. Ngoài ra, vị thánh nữ Tu Vi đã bị phế của Nam Hoàng Thị cũng đứng trong đó. Lần này Nam Hoàng Thị tổn thất vô cùng nặng nề, chuyện lần này kỳ thực là do Vân Hy mình phát sinh, vì tầng vấn thiên mà trở nên nghiêm trọng, cuối cùng đã dẫn đến trận chiến này. Bất luận là cửu hoàng tiên quốc hay là bạch hổ tộc, hai bên đều có tổn thất tuy nhiên đây cũng chỉ là chuyện đám hậu bối đánh lộn trong thánh viện các ngươi có ý kiến gì không nam hoàng cô hồng quay qua hỏi mọi người nàng là cường giả tiên đế hơn nữa còn là thánh nữ mà nam hoàng nữ đế bảo vệ ở nam hoàng thì có địa vị rất cao nếu như chiến đấu thì cũng bỏ đi nhưng đám nghiệp xuất bạch hổ tộc này cũng quá tà chỉ hận tu vi của các ngươi không đủ cường đại bằng không lúc ở trong thánh viện cứ nướng hết đám người bạch hổ tộc lên ăn thịt coi như là báo thù này một vị trưởng giả mang thần sắc lạnh giá làm cho các cường giả của nam hoàng thị cúi gầm mặt nói không sai dù sao đây cũng là mâu thuẫn phát sinh giữa đám hậu bối khi còn ở trong thánh viện chúng ta có tổn thất nhưng các nàng cũng đã ăn thịt bạch hổ hai bên đều không có lý do gì khơi lên chiến tranh chỉ đành đều dừng tay lại có một người mở miệng nam hoàng thị không tiện động đến đối phương nhưng các nàng tin tưởng bạch hổ tộc cũng không có khả năng dám động đến nam hoàng thị đúng người vừa mới nói khẽ gật đầu sau này các ngươi đi tiên vực giết thêm vài bạch hổ nữa không nên khách khí chỉ có điều không biết mấy nha đầu này có thể một lần nữa tỉnh lại hay không thật đáng tiếc các vị trưởng bối vân hy có việc bẩm báo nam hoàng vân hy khẽ không người hướng mọi người nói ngươi nói đi vân hy nam hoàng cô hồng nhìn về phía nàng ta và tần vấn thiên quen biết tại cổ đế thành năm đó tại thí luyện trong cổ đế thành Tần Vấn Thiên đạt được một bí pháp tu tiên thai bí pháp, chờ đã, Nam Hoàng Vân Hy còn chưa nói dứt lời đã bị Nam Hoàng Cô Hồng cắt ngang, ánh mắt nàng nhìn về phía mọi người, trong tròng mắt có vài phần ngưng trọng, nói, các vị đều thuộc dòng chính của Nam Hoàng Thị, những chuyện Vân Hy sắp kể, tất cả mọi người không ai được truyền ra ngoài, rõ, mọi người đều gật đầu, các nàng cũng mơ hồ ý thức được hàm ý chất chứa trong giọng nói của Nam Hoàng Vân Hy, phương pháp tu tiên thai sao, thảo nào đám người Tần Vấn Thiên, quân mộng trần nam hoàng vân hy đều có tiên thai hoàng mỹ thật ra rất nhiều người đều đã từng suy đoán hiện tại nam hoàng vân hy chủ động nói ra các nàng tự nhiên đã hiểu phương pháp này chính là do tần vấn thiên đạt được vân hy mặc dù có tu hành nhưng khi chưa được tần vấn thiên cho phép vân hy cũng không tiện truyền lại cho gia tộc nam hoàng vân hy tiếp tục nói không ít người khẽ nhíu mày có chút bất mãn bí pháp trân quý như thế nam hoàng vân hy nếu đã học được thì phải dâng lên mới đúng điều này thực có chút không thể tưởng tượng nổi lần này ở trong thánh viện tần vấn thiên và nam hoàng thị ta sống vai chiến đấu hắn đã nói vân hy có thể dâng bí pháp lên nam hoàng vân hy mở miệng nói vân hy làm tốt lắm các cường giả lục tục cười có bí pháp như vậy sau này hậu bối của nam hoàng thị tu hành vậy thì nam hoàng thị sẽ đời đời cường thịnh tương lai sẽ là một thời kỳ cường thịnh các nàng đều là người tu hành đặc biệt lợi hại đương nhiên hiểu rõ bí pháp đó trân quý đến đâu chỉ có điều vân hy cũng có một chuyện muốn nhờ nam hoàng vân hy không người nói chuyện gì bí pháp này chính là do tần vấn thiên đạt được năm đó ta và hắn kề vai chiến đấu hắn vô điều kiện đưa cho ta tu hành vân hy đã chịu ân của hắn sau đó tần vấn thiên lại giúp đỡ vân hy tranh đoạt vị trí thánh nữ truyền thừa gặp được phượng tổ lúc đó mới đúc được tiên thai hoàng mỹ bằng không vân hy cũng sẽ không có địa vị như ngày hôm nay hơn nữa bí pháp đúc tiên thai này thậm chí còn đúc ra thánh phẩm tiên thai. Tần Vấn Thiên dù chưa đưa ra bất cứ yêu cầu gì, nhưng Nam Hoàng thị ta trong lòng vẫn luôn nhớ lấy ơn này. Như các trưởng bối nói, cửu hoàng tiên quốc và bạch hổ tộc cũng sẽ không tuyên chiến với Nam Hoàng thị chúng ta, nhưng bọn họ có thể xuống tay với thiên biến tiên môn, xuống tay với Tần Vấn Thiên. Ta hy vọng, Nam Hoàng thị có thể kiên định đứng ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, bảo vệ an nguy của hắn. Vân Hy một vị trưởng giả đánh ánh mắt nhìn nam hoàng vân hy ngươi là thánh nữ truyền thừa của tộc ta tương lai có cơ hội kế thừa ngôi vị nữ đế tất cả những chuyện ngươi làm đều phải đặt lợi ích của nam hoàng thị lên đầu tình cảm giữa nam nữ phải đặt qua một bên vân hy xin nghe giáo huấn nam hoàng vân hy không người gật đầu nàng tuy thân là thánh nữ truyền thừa địa vị rất cao nhưng chuyện ấy có khả năng sẽ dính dáng tới đế chiến vì hậu bối tiên thai mà bạo phát chiến tranh cấp ấy hiển nhiên là không phù hợp với lợi ích toàn tộc, huống hồ đây còn là vì một người ngoài, lời Vân Hy nói cũng đang vì lợi ích của Nam Hoàng Thị. Trong Thánh Viện, Tần Vấn Thiên có thể nói là có tiến bộ lớn nhất, thậm chí có thể cùng tiên thai cường giả cấp cao nhất Hoàng Sát Thiên đánh một trận, nếu nói Thánh Viện sắp xuất hiện cổ đại đế, sao lại không phải là hắn cơ chứ? Nếu Nam Hoàng Thị ta từng giúp đỡ một vị cổ đại đế khi hắn còn trẻ, sau này nam hoàng thị ta có thể đứng sừng sững tới vĩnh hằng tần vấn thiên nguyện ý hiến tặng bí pháp trân quý đến vậy nam hoàng thị vốn là rất cảm kích chỉ có điều như ngươi vừa nói hắn có tiềm năng trở thành cổ đại đế nhưng ngươi cũng biết một vị cổ đại đế phải đứng trên tiên vực đỉnh phong sau này hắn sẽ có bao nhiêu cường địch nam hoàng thị ta cũng là nên giúp hắn nhưng phải khống chế đúng mực bằng không nam hoàng thị ta chưa chắc có thể tồn tại mà đợi đến lúc hắn đứng ở trên đỉnh phong nam hoàng cô hồng mở miệng mọi người đều gật đầu cổ đại đế quật khởi nhất tướng công thành vạn cốt khô tương lai không biết sẽ có bao nhiêu địch nhân đáng sợ huống hồ hắn mặc dù thiên phú có vô cùng tốt thì hy vọng có thể đứng ở đỉnh phong vẫn là nhỏ bé vô cùng tiên vực thoạt nhìn cũng chẳng bình tĩnh như vậy nam hoàng cô hồng không ngại giúp đỡ tần vấn thiên nàng quả thật cũng đã từng giúp hắn nhưng nếu thật sự chuyện đó có thể ảnh hưởng đến số phận của nam hoàng thị nàng sẽ ngay lập tức buông tay vân hy hiểu rõ ta đương nhiên sẽ dâng lên bí pháp chỉ mong rằng các trưởng bối ghi nhớ người không có thể chất siêu cường không thể tu hành bí pháp này bằng không sẽ không chịu nổi nam hoàng vân hy gật đầu nói còn có tần vấn thiên bảo vân hy truyền tới các vị trưởng bối một câu các vị cường giả tại tiên vực ta cùng với nam hoàng thị có ngọn nguồn sâu xa hy vọng có thể vẫn duy trì tình hữu nghị lần này ta hiến tặng bí pháp hy vọng có thể có tác dụng đối với các vị thánh nữ bị thương tương lai hữu nghị trường tồn, tần mổ sẽ lại dân một phần đại lễ. Lời ấy vừa dứt, tất cả mọi người ngồi đây đều yên tĩnh, ánh mắt Nam Hoàng cô hồng lộ ra phong quang, lập tức cười sáng lạng, nhìn Nam Hoàng Vân Hy nói, bằng hữu này của ngươi càng lúc càng thông minh, Nam Hoàng Vân Hy không nói gì. Hồi đó trong thánh viện, Tần Vấn Thiên từng nói chuyện với nàng, rằng hắn trên thực tế đã dự đoán được cục diện hôm nay, nàng vốn tưởng rằng hai bên đã là minh hữu, nhưng trên thực tế, một thế lực cấp cao cường đại từ xưa dựa vào cái gì mà trở thành minh hữu với một nhân vật tiên thai, quan hệ minh hữu này thật sự không cùng đẳng cấp, tần vấn thiên đương nhiên sẽ dâng lên bí pháp. Trên thực tế trân quý chí bảo tiên thai như vậy cũng đủ để đổi lấy quan hệ hữu hảo với một thế lực siêu cường, quan hệ hữu hảo nếu không có lợi ích đi kèm sẽ rất yếu đuối, quan hệ giữa tần vấn thiên và nam hoàng vân hy thì không cần nhiều lời, quan hệ giữa hắn và thánh nữ trong nam hoàng thị cũng là không tệ tuy nhiên người nắm quyền lại là những đế vương cao cao tại thượng này của nam hoàng thị bọn họ sao có thể quá quan tâm đến tình hữu nghị của đám hậu bối tần vấn thiên mấy ngày này đang bận giúp đỡ người thân cải thiện thể chất truyền thụ tiên pháp thích hợp cho bọn họ hắn không tự mình trải qua chuyện diễn ra ở cổ điện tại nam hoàng thị nhưng cũng đã suy đoán ra một phần nào hắn vốn dĩ không có ý tứ bảo nam hoàng vân hy chuyển lời lúc đó hắn chỉ bảo nam hoàng vân hy rằng nàng có thể đem bí pháp truyền cho nam hoàng thị nam hoàng vân hy trong lòng cảm kích nói với hắn rằng cho dù có ra khỏi thánh viện thì nam hoàng thị cũng sẽ nhất định bảo vệ hắn lúc đó hắn cũng không để ý lắm chỉ cười cười hàn huyên rất nhiều chuyện với nam hoàng vân hy bao gồm cả việc sau này ra khỏi thánh viện nam hoàng thị sẽ không có việc gì nhưng ít nhất là các thế lực phía đông tiên vực sẽ không bỏ qua cho hắn và thanh nhi bạch hổ tộc cũng có thể nhúng tay vào nam hoàng vân hy vẫn kiên định cho rằng nếu là như vậy nam hoàng thị nhất định sẽ ra tay lúc này tần vấn thiên mới cười nói với nàng nếu như sự thực khác với suy nghĩ vậy nhờ nàng chuyển lời lúc hắn nói ra những lời nam hoàng vân hy cũng có chút không vui nhưng mà cuối cùng nam hoàng vân hy lại phát hiện ra tần vấn thiên đã đúng cái nhìn của nàng đối với thế giới lại có một chút thay đổi có thể đây chính là trưởng thành lúc này trên không trung tại vân châu thành một nhóm cường giả ngự không mà đi tiểu hỗn đảng hóa thành một con chim đại bàng khổng lồ tốc độ nhanh gấp mấy lần tiên binh thông thường địa điểm đại hôn của lâm soái sư huynh sao lại định ở nhà gái tần vấn thiên ngồi trên lưng tiểu hỗn đảng bên cạnh là mạc khuynh thành diệp lăng sương và tần giao tất cả đều chuẩn bị tới góp vui với lâm soái sư huynh tiểu di là thiên kim của trần gia trần gia đương nhiên không thể so với thiên biến tiên môn nhưng cũng là một vọng tộc ở vân châu thành trong gia tộc cũng có không ít tiên thai cường giả thân quyến khắp nơi đều là tiên nhân có người nói đã từng có cường giả cấp bậc tiên vương tuy nhiên trượng kiếm tông của chúng ta lâm soái sư huynh cũng không thể xé gia hổ lấy thiên biến tiên môn làm nơi đại hôn cũng chẳng phải đại hôn của ngươi chúng ta thậm chí chưa được tính là đệ tử của thiên biến tiên môn bởi vậy lâm soái sư huynh lúc ở trần gia cũng chưa từng nhắc đến chuyện này lăng sương ngươi cũng không cần giữ thể diện cho trượng kiếm tông ta đâu vấn thiên nàng nói không sai trưởng kiếm tông thế lực như vậy thật sự có chút ủy khuất tiểu tử lâm soái này rồi. Lão tổ của trưởng kiếm trong lắc đầu nói, tần vấn thiên cười gượng. Trên thực tế chỉ cần lâm soái sư huynh nói một tiếng, hắn sẽ hỗ trợ xử lý chuyện này. Tuy nhiên hắn cũng biết, lâm soái sư huynh cũng có kiêu ngạo và tự tôn của mình, hắn cũng không thể nói với người của trần gia người rằng sư đệ ta là thiên kiêu nhân vật của thiên biến tiên môn. Vậy thì ra thể thống gì nữa? Sư đệ chính là sư đệ, thiên biến tiên môn cũng không phải sư môn của hắn càng không có phụ mẫu hay trưởng bối của hắn chỉ có tự bản thân họ mạnh mẽ thì mới được tần vấn thiên cảm thán hắn ở thiên biến tiên môn cũng rất là tự tại tuy nhiên trên thực tế những người thân này kỳ thực cũng không có quá nhiều lòng trung thành chính bởi nguyên nhân như vậy ngay đến đại hôn của lâm soái sư huynh cũng là tiến hành tại nhà gái tuy lâm soái sư huynh rộng lượng không để ý hắn chỉ sợ người của trần gia sẽ vì vậy mà khinh thường lâm soái sư huynh trần gia đời đời cư trú ở vân châu thành là danh gia vọng tộc mặc dù không tính là thế lực gì lớn nhưng ít ra chỉ cần không chọc tới cường giả cấp bậc tiên vương thì cũng không phải lo việc sinh tồn về phần nhân vật cấp bậc tiên vương bọn họ đương nhiên cũng không có khả năng trêu chọc đến các thể lực an gia ở tiên vực đều rất cẩn thận nhất là một thế lực gia tộc chủ thành như vậy ở vân châu thành hôm nay là ngày thiên kim trần gia trần di làm đại hôn không khí có vẻ đặc biệt náo nhiệt không ít khách nhân lục tục đến đây họ đều là thân thuộc cùng bằng hữu tốt của trần gia trần gia cắm rễ ở vân châu thành nhiều năm thông qua đám hỏi hoặc bái sư các loại giao du rộng khắp đã sớm dung nhập vào trong tòa vân châu thành này chúc mừng tiểu di chỉ thấy nơi hư không là một cảnh tượng rầm rộ đại yêu gào thét mà đến băng tuyết sư vương với đôi cánh màu trắng tinh thuần chim ưng khổng lồ táo bạo còn có chiến thú kéo theo liễn xa bay trên không trung, tất cả lần lượt đáp xuống, chúc mừng người ra nghênh đón, huynh trưởng, chúc mừng, một người thanh niên đi tới cười nói, hoắc nham không cần khách khí, nhanh cùng tuyết nhi vào đi thôi, người thanh niên ra nghênh tiếp cười cười lắc đầu nói, người tới chính là muội muội và em rể của hắn, nếu như tiểu muội trần di cũng có thể có nơi chốn nương tựa như hoắc nham thì hắn lại càng an lòng, hoắc gia cũng là danh gia vọng tộc giống như trần gia bọn họ vậy đối với người bình thường mà nói, nếu trong tộc có rất nhiều tiên thai cường giả, thậm chí có nhân vật đỉnh cấp tiên thai, như vậy gia tộc đó chính là danh môn vọng tộc, dù sao thì cảnh giới tiên vương cũng đã thuộc về phía vương hầu, cao xa không thể leo tới, không phải dễ dàng mà tiếp xúc được, lục tục có khách nhân tiến vào, hoắc nham nhìn thê tử của chính mình Trần Tuyết nói, hôm nay là ngày đại hôn của Tiểu Di, huynh trưởng sao lại có chút mất hứng, ngươi đã biết rõ sao còn hỏi. Trần Tuyết trừng hoắt nha một cái, nói, chuyện hôn sự này phụ thân và trưởng bối trong tộc đều không đồng ý chỉ có điều không lay chuyển được tiểu di mà thôi nha đầu kia bản thân thiên phú cũng được sau này có hy vọng cực lớn có thể đặt chân đến cảnh giới tiên thai người được nàng coi trọng tuy thiên phú không tính là yếu nhưng sau lưng cũng chẳng có bối cảnh gì sao đi lại được ở tiên vực nếu không phải như vậy thì cũng sẽ không làm tiệc mừng ở trần gia ta nếu như lâm soái có thể có thế lực giống như hoác gia thì cũng không đến mức như vậy trần tuyết lắc lắc đầu trong mắt hoác nham bên cạnh lóe lên một tia kiêu ngạo nhàn nhạt sinh ra một luồng cảm giác ưu việt trong đầu xuất hiện bóng dáng của một nữ tử đặc biệt xinh đẹp chính là mội mội trần di của thê tử trần tuyết của hắn em vợ của hắn so với vợ hắn càng là trẻ đẹp hơn đáng tiếc lại muốn gả cho một người chẳng ra làm sao cả trong trần phủ náo nhiệt khác thường tuy nhiên trong lòng thách nhân kỳ thực đều đang cười thầm nữ nhi xuất giá mà lại thiết yến tại nhà mình trần gia cũng thật là thú vị bên ngoài trần phủ đám người tần vấn thiên còn chưa tới nơi nhưng đã đáp xuống từ phía đằng xa dù sao cũng là đại hôn của lâm soái sư huynh tần vấn thiên vẫn là rất chú ý đương nhiên sẽ tôn trọng trần gia trực tiếp khống chế yêu thú đi vào có vẻ có chút bất kính trong hư không người tới rất nhiều nên cũng không có ai chú ý tới đám người tần vấn thiên mãi đến khi bọn họ đi vào trần phủ huynh trưởng của trần di là trần ngạo mới nhìn thấy bọn họ cười hỏi các vị là chúng ta là người trong sư môn của lâm soái đặc biệt đến đây chúc mừng ta là sư tôn của hắn lăng thiên kiếm chủ mở miệng nói trần ngạo nhìn lăng thiên kiếm chủ trước mắt mình vậy mà lại không có lấy một chút tiên uy sư tôn của lâm soái cũng chỉ là một nhân vật trình độ thiên tượng trần ngạo chỉ cảm thấy thất vọng hoàn toàn phương thế bá hoan nghênh đại giá quan lâm trần ngạo lướt qua lăng thiên kiếm chủ bỏ lại bọn họ trực tiếp đi nghênh đón một đám người mới đến khác sắc mặt của lăng thiên kiếm chủ nhất thời khó coi có vẻ đặc biệt không vui, hôm nay là ngày đại hôn của đệ tử hắn, người Trần gia này vậy mà lại có thái độ như thế sao? Lão tổ của Trượng Kiếm Tông đi lên phía trước vỗ nhẹ vào vai hắn, nói: "Hôm nay chúng ta là tới chúc mừng, vào đi thôi." Mọi người đi vào bên trong, Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh thành đi ở phía sau đám người, không hề gây chú ý, chân mày hắn hơi nhíu lại, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, quả nhiên là cục diện mà hắn không muốn nhìn thấy, chỉ có điều đây cũng là chuyện rất đổi bình thường. Đương nhiên chỉ cần lâm soái sư huynh không để ý hắn cũng sẽ không có ý kiến gì hôm nay đến đây chỉ vì chúc phúc tại tiệc rượu trần gia bố trí một yến hội có thể chưa cả mấy nghìn người địa điểm rộng rãi quan khách nói cười cực kỳ náo nhiệt trong tiệc rượu không ngừng có người đưa lên rượu tốt món ngon tùy ý nhấm nháp. đám người tần vấn thiên tập trung ở một bên đặc biệt yên tĩnh bà giấu mình đi chỉ có điều rất nhanh bọn họ đã dẫn phát một trận chấn động chấn động này đương nhiên không phải là do Tần Vấn Thiên và người cũ trượng kiếm tông đưa tới, mà là bởi vì mỹ mạo của các nàng, nhất là Mạc Khuynh Thành. Nàng đứng trong đám người lại giống như nữ chính nổi bật nhất, rất khó không bị người chú ý tới. Huống gì, bên người nàng còn có luyện ngục, Tần Giao, Nhược Hoang, Lâu Băng Vũ, tuy mỹ mạo có khiêm tốn hơn Mạc Khuynh Thành, nhưng cũng là dạng mỹ nữ không tầm thường, cảnh đẹp ý vui. Những người đó là người phương nào? Hoắc Nham nâng ly rượu, ánh mắt lại là trực tiếp rơi tới trên người mạc khuynh thành quay sang hỏi trần tuyết bên cạnh không rõ trần tuyết khẽ nhíu mày lúc này đã có người đi tới trước mặt đám người tần vấn thiên cười hỏi trần bá phụ không định giới thiệu những vị khách này cho chúng ta sao người trung niên đang bắt chuyện cùng một vài lão giả đánh ánh mắt nhìn về phía bên này chỉ có điều đúng lúc ấy lâm soái chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào hắn đi tới trước đoàn người không người nói lão tổ sư tôn đến đây đệ tử không thể nên đón mong người thứ tội. Lâm Soái, hôm nay là ngày vui của ngươi, không cần quan tâm đến chúng ta. Lão tổ của Trượng Kiếm Tông hào sản nói, Trần Di, thê tử của Lâm Soái, xin ra mắt các vị trưởng bối. Vị nữ tử bên cạnh Lâm Soái trên thân khoác lên trường bào phượng vũ hoa lệ đỏ rực tràn ngập vui mừng, đoan trang quý khí khiến cho nàng trông có vẻ rất chói lọi. Được, Lâm Soái, phải đối xử thật tốt với Tiểu Di cô nương. Lão tổ của Trượng Kiếm Tông cao hứng gật đầu. Sư huynh, chúc mừng đệ tử của trượng kiếm tông đều cười nói chúc phúc, tần vấn thiên kéo mạc khuynh thành đi lên phía trước, lại cười nói, lâm sư huynh, sư đệ tới đòi một chén rượu mừng, ngươi sẽ không để tâm chứ, tần sư đệ không ngờ đã trở về, ngươi có thể cùng khuynh thành cùng nhau đến đây, sư huynh đương nhiên rất cao hứng, lâm soái tươi cười chân thành, năm đó chính hắn là người dẫn tần vấn thiên vào trượng kiếm tông, khi ấy đánh một trận tại đại thương hoàng triều, tần vấn thiên đã hiển lộ thiên phú không tầm thường nhưng lâm soái lúc đó cũng không thể nào nghĩ được tần vấn thiên có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay tu hành chính là như vậy càng về sau càng có thể nhìn ra trên lệch trước đây bác đại thiên kiêu trấn thế cũng có thực lực tương đương nhưng hiện tại từ lâu đã không cùng một cấp bậc đôi mắt xinh đẹp của trần di kinh ngạc nhìn tần vấn thiên và mạc khuynh thành hai người này đứng giữa đám người hiển nhiên không giống người thường tuy họ đều không phóng ra khí tức của mình nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được khí chất của bọn họ không tầm thường hơn nữa luyện ngục đứng phía sau sư đệ này của lâm soái lại càng toát ra một loại thẩm mỹ khác từ biệt nhiều năm không nghĩ tới sau khi trở về lại đúng lúc đại hôn của sư huynh cho dù có chuyện cực trọng đại thì ta cũng sẽ ném qua một bên tần vấn thiên cười nói sư huynh phải nhớ ta vĩnh viễn đều là sư đệ của ngươi ân trần di không rõ tần vấn thiên tại sao lại nói ra những lời như vậy nhưng lâm soái sao lại không hiểu cơ chứ hiện tại hai người bọn họ bất luận là thực lực hay là thân phận địa vị đều có sự chênh lệch rất lớn đương nhiên không có khả năng quan hệ tự nhiên giống như trước đây rất khó đối đãi với tần vấn thiên như sư đệ bần hàng tầm thường ngày trước tần vấn thiên muốn nói cho hắn biết hắn đừng tạo khoảng cách với tần vấn thiên cứ như năm xưa là được lâm soái tiểu di các ngươi đi chiêu đãi khách đi chúng ta sẽ ăn thật ngon, lão tổ trưởng kiếm tông cười nói. Lâm Soái khẽ gật đầu, người trong sư môn bao giờ cũng suy nghĩ cho hắn, tiểu di. Trần Tuyết và Hoác Nham đã đi tới, tỷ, tỷ phu, Trần Di hô một tiếng, ân, tiểu di, các ngươi cứ bận chỗ khác đi, ta sẽ thay ngươi chiêu đãi khách, Trần Tuyết miễn cười nói, được, Trần Di khẽ gật đầu, cùng Lâm Soái đi chào hỏi các vị khách khác. Trần Tuyết nhìn muội muội của mình, lắc đầu nói, tiểu di nàng không hiểu chuyện các ngươi đều là trưởng bối sao lại không khuyên nhủ lâm soái đã có sư môn sao còn cử hành hôn lễ tại trần gia ta các ngươi thấy làm vậy có tốt cho lâm soái hay không đây là quyết định của chính lâm soái chúng ta đương nhiên tôn trọng hắn tâm tình hôm nay của lăng thiên kiếm chủ không phải rất tốt chỉ là bởi đây là ngày vui của đệ tử nên mới chịu đựng là các ngươi tự biết mình biết người nhưng đã như vậy vì sao không khuyên lâm soái rời khỏi tiểu di Trần Tuyết đè ép giọng nói tới rất thấp, trên mặt nhàn nhạt vẻ không vui. Lâm Soái và Tiểu Di lưỡng tình tương duyệt, ngươi là tỷ tỷ của Tiểu Di, sao lại nói ra những lời như vậy? Diệp Lăng Sương không cao hứng nói, Trần Tuyết nói không sai, Lâm Soái hắn là nam nhân, khiến cho Tiểu Di không ngóc đầu lên được như vậy chính là không chịu trách nhiệm. Nếu như mỹ nữ trong số các ngươi muốn lập gia đình, ta ngược lại có thể giới thiệu cho các ngươi những người rất được, phong quan tuyệt đối, cũng không cần phải lo lắng trách móc đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ. Giọng nói của Hoác Nham cũng rất nhẹ, đôi mắt hắn nhìn mấy người mạc khuynh thành, luyện ngục và nhược hoang. Những nữ nhân này thật đúng là không tầm thường, bản thân ngươi chẳng qua cũng chỉ là một võ tu cảnh giới thiên tượng, luôn miệng nói lâm soái sư huynh khiến cho tiểu di không ngóc đầu lên được, người không biết còn tưởng rằng ngươi rất mạnh, tần vấn thiên nhàn nhạt liếc nhìn Hoác Nham, đồng dạng đè thấp giọng nói. Hắn không muốn phá vỡ sự hăng hái của sư huynh trong ngày đại hôn chỉ có điều người tới đây đều là võ tu mặc dù âm thanh rất thấp nhưng vẫn khiến cho một vài người đặc biệt chú ý tới bên này ngay cả lâm soái cũng dường như đã nhận ra được điều gì ngươi nói chuyện thật buồn cười khoác nham nhàn nhạt nói một tiếng đã thấy lâm soái nắm tay trần di bước tới mở miệng hỏi sao vậy không có gì khoác nham xoay người lại liền đổi mặt mỉm cười nói ta hỏi thăm xem những nữ đệ tử dưới ngươi trong sư môn đã có hôn phối hay chưa nếu như không có trong mọi người ở đây chắc cũng có thể tìm được một vài người xứng đôi. Lời nói đó có vẻ như một lời đùa giỡn, nếu như hai bên có quan hệ rất tốt thì vui đùa như vậy cũng chẳng có gì. Tuy nhiên những lời này lại từ trong miệng Hoắc Nham nói ra, hiển nhiên là cực kỳ không tôn trọng những vị nữ tử đang đứng kế bên tầng vấn thiên, chỉ có điều mọi người cũng sẽ không cho là như vậy. Sư môn của con rể Trần Gia yếu ớt như vậy, tiệc rượu cũng đang được tổ chức tại Trần Gia, những nữ tử này nếu như có thể phối với con cháu bọn họ thì cũng là một chuyện thực sự tốt đẹp đối với các nàng. Bởi vậy, không ít người đều lộ ra thần sắc có phần hứng thú. Hoắc Hiền Chất nói có lý, không nghĩ tới trong sư môn của Lâm Hiền Chất lại có nhiều cô nương tốt như vậy. Nếu như chưa có hôn phối, trưởng bối chúng ta đây ngược lại có thể tác hợp một chút, chỉ thấy có một vị trưởng giả miễn cười nói, không biết vị tiểu thư này đã có hôn phối hay chưa, có người thanh niên đánh ánh mắt nhìn về phía mặt Khuynh Thành hỏi thăm. Người thanh niên này tự nhận phong độ phiêu giật, gia thế cũng không tầm thường, mới có thể khiến cho Mạc Khuynh Thành chú ý. Nhưng Mạc Khuynh Thành căn bản đến liếc cũng không có liếc hắn một cái, chỉ kéo tay Tần Vấn Thiên, nhất thời sắc mặt của người thanh niên này trở nên cứng đờ, tự đã hiểu rõ ý tứ của Mạc Khuynh Thành. Hoắc Nham nhìn Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành, sâu trong đôi mắt có một luồng đố kỵ. Lúc này Lâm Soái đã đi tới bên này, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng toát ra vẻ không vui hắn rõ ràng sư đệ này của hắn có thân phận ra sao đến nhân vật tiên vương cao cao tại thượng hắn cũng có thể bình đẳng đối thoại hắn thậm chí có thể trực tiếp gặp mặt thiên biến đế quân những người này vậy mà lại có ý đồ với mạc khuynh thành đơn giản là buồn cười huống hồ nữ tử bên cạnh tần vấn thiên luyện ngục và tần vấn thiên hiển nhiên quan hệ không tầm thường tần giao là tỷ tỷ của tần vấn thiên diệp lăng sương là nghĩa tỷ nhược hoang là sư tỷ đã có tần vấn thiên ở đây hôn phối của các nàng sao lại đến phiên những người này lắm miệng, đến cả sư muội lâu băng vũ cũng là người cao ngạo, sao lại coi trọng mấy kẻ thanh niên ở đây. Hắn biết người của Trần Gia không coi trọng hắn, nhưng khách nhân của Trần Gia lại mơ ước những nữ tử bên cạnh Tần Vấn Thiên Ư. Bọn họ còn lâu mới đủ tư cách, các ngươi làm cái gì vậy? Hôm nay người trong sư môn ta đến đây chúc mừng, không phải đến tìm hôn phu. Đồng tử ép người của Lâm Soái nhìn chầm chầm vào hoắc nham, quét về phía mọi người nói tình cảm giữa hắn và trần di vô cùng tốt bởi vậy hắn cũng không quan tâm người của trần gia có coi hắn ra gì hay không lần này đại hôn chỉ là cho trần gia một công đạo sau đó bọn họ sẽ rời đi rèn luyện thái độ của người trần gia hắn không quan tâm nhưng nếu những người này bất kính với người của sư môn hắn hắn lại không thể không quan tâm lâm soái chú ý thái độ của ngươi đó là tỷ phủ của ngươi trần ngạo huynh trưởng của trần di đã đi tới lạnh nhạt mở miệng Hoắc Nham cười cười nhìn Lâm Soái, giống như là đang xem trò vui vậy. Mọi người đều lộ ra thần sắc thú vị. Trần Ngạo là huynh, quan hệ của Lâm Soái và Hoắc Nham với hắn là như nhau. Ấy vậy mà giờ khắc này tại đại hôn của Lâm Soái, hắn lại quát mắng Lâm Soái che chở Hoắc Nham, có thể thấy được thái độ của Trần gia đối với Lâm Soái. Sư huynh, không sao. Tần Vấn Thiên vừa cười vừa nói. Hôm nay là ngày đại hôn của Lâm Soái và Trần Di, hắn đương nhiên không muốn phá hủy hăng hái của mọi người chí ít cũng sẽ không khiến cho lâm soái và trần gia trở mặt nếu vậy bất luận là lâm soái sư huynh hay là trần di cũng đều sẽ rất khó xử tần sư đệ lâm soái đánh ánh mắt nhìn về phía tần vấn thiên chỉ thấy tần vấn thiên quay qua hắn khẽ gật đầu truyền âm nói sư huynh chúng ta tới là muốn chúc mừng không phải đến đây ảnh hưởng ngày vui của ngươi chỉ có điều sư huynh nếu có điều gì muốn ta làm bất cứ lúc nào cũng có thể phân phó lâm soái sửng sốt một chút lập tức khẽ gật đầu các ngươi làm cái gì vậy lâm soái chuẩn bị một chút sắp tiến hành nghi thức rồi trần gia chính là vọng tộc đương nhiên có nghi thức hôn lễ riêng của gia tộc lâm soái gật đầu chỉ thấy trần di hướng phía đám người tần vấn thiên lộ ra vẻ ấy nấy thái độ gì vậy trần tuyết thấy lâm soái và trần di rời đi lạnh lùng nói cũng không tránh né tần vấn thiên bọn họ có thể nghe được rất rõ ràng sau ngày hôm nay người ta chính là con rể của Trần Gia, có thể sau đó lại ở tại nhà ngươi, cũng là bán chủ nhân đó. Hoắc Nham châm chọc nói, tỷ phu bất kính như thế với ngươi, nếu không phải nể mặt tiểu di thì ta đã bảo phụ thân trực tiếp đá người như vậy ra khỏi nhà rồi. Trần Tuyết lạnh nhạt nói, thôi bỏ đi. Hôm nay là ngày mừng vui, cũng không cần quá mất hứng. Hoắc Nham khẩu thị tâm phi nói, trên mặt hắn là dáng vẻ tươi cười, có vẻ đặc biệt dối trá. Tần Vấn Thiên cùng mọi người nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của hai người này. Sắc mặt mọi người trong trượng kiếm tông đều rất khó coi. Đây là coi người trong sư môn của Lâm Soái như không khí mà. Có thể tưởng tượng được hai người này miệt thị Lâm Soái đến nhường nào thì mới dám kinh thường bọn họ như vậy. Đều đã tu hành nhiều năm như vậy, sao lại dễ dàng tức giận được chứ? Hôm nay không cho phép ai mất hứng. Lão tổ của trượng kiếm tông nhìn thấy vẻ không hài lòng trên mặt mọi người liền mở miệng nói, trong trường hợp này dù bọn họ có mất chút thể diện thì cũng không thể phá hủy việc vui của lâm soái và trần di đều tới xem nghi thức thôi lão tổ lại nói mọi người đi về phía chính giữa nghi thức đại hôn của trần gia trước phải bái trần gia tổ tiên sau lại kính trà trưởng bối rồi đến chào hỏi huynh trưởng tẩu tử cũng như tỷ 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 phu các vị trưởng bối tuy cũng không tán thành trần di cùng với lâm soái nhưng nếu không lay chuyển được trần di vậy thì cũng sẽ không tận lực gây khó dễ ngay cả Trần Ngạo tuy mặt lạnh nhưng cũng đưa lễ vật chúc mừng sau khi Trần Di cùng Lâm Soái đến chào hỏi bọn họ, chỉ có điều luận đến Hoắc Nham cùng Trần Tuyết, lúc Lâm Soái và Trần Di đứng ở trước người bọn họ chuẩn bị hạ thấp người vài chào, Trần Tuyết vậy mà lại trực tiếp tránh đi, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người nàng, lễ này ta nhận không nổi, Trần Tuyết không vui nói, Trần Tuyết, Trần Phụ nghiêm khắc nói, nữ nhi này không ngờ lại quấy rối vào lúc này, tỷ, nếu là ta và Lâm Soái có chỗ nào chưa được tốt, mong tỷ có thể nói cho chúng ta biết." Tiểu Di ở đây trước xin tạ lỗi với tỷ tỷ và tỷ phu. Trần Di hạ thấp người nói, "Tiểu Di, việc này không có quan hệ gì tới ngươi." Trần Tuyết mở miệng nói, "Tiểu Di, tỷ tỷ của ngươi cũng không phải là có gì bất mãn với ngươi, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao, ngươi ưu tú như vậy." Hoắc Nham hít một hơi, trên mặt vẫn treo dáng vẻ tươi cười dù hắn không có nói toạc ra nhưng không hề nghi ngờ gì nữa đã đánh vỡ thể diện của lâm soái tên khốn này lăng thiên kiếm chủ thấy ái đồ bị làm khó dễ như vậy sắc mặt tái xanh ánh mắt của dịp lăng sương cũng lạnh vô cùng nàng nhìn về phía tần vấn thiên đang đứng bên cạnh truyền âm nói vấn thiên tuy lâm soái sư huynh không muốn mượn thanh danh của ngươi để nâng mình lên nhưng tu vi của người này chẳng qua cũng chỉ mới đến cảnh giới thiên tượng vậy mà lại có thể ỷ vào thế lực sau lưng mà sỉ nhục sư huynh Vấn Thiên, ngươi có thể sử dụng phương thức ôn hòa nào giúp sư huynh một tay hay không? Điều kiện tiên quyết là không phá hỏng hôn lễ." Lăng Sương tỷ, Tần Vấn Thiên quay sang nàng, truyền âm nói, "Sư huynh có tôn nghiêm của mình, nếu như bản thân sư huynh không muốn, ta sẽ không áp đặt suy nghĩ của riêng mình lên sư huynh, đây là tôn trọng đối với sư huynh. Hơn nữa ta đã ra ám hiệu cho sư huynh, chỉ cần sư huynh gật đầu thì ta sẽ làm chút chuyện." "Được rồi." Diệp Lăng Sương khẽ gật đầu. Hy vọng Lâm Soái sư huynh có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn không thích mượn uy phong của vấn thiên, nhưng đối phương lại thích nhân cơ hội bắt nạt hắn. Lời nói của Hoắc Nham khiến Trần Di nghe vào trong tai đều thấy cực kỳ không vui, nàng nắm lấy tay Lâm Soái, không tiếp tục nhìn Trần Tuyết cùng Hoắc Nham nữa, cũng không hành lễ mà trực tiếp đi qua bọn họ, quay sang hành lễ với một vị tỷ tỷ khác. Dáng vẻ tươi cười của Hoắc Nham ngay lập tức đông cứng lại. Nhìn từng ánh mắt phóng đến, trong lòng hoắc nham nổi lên một tia hàng ý đây là mặc kệ không thèm để ý tới hắn sao tỷ ngươi xem tần vấn thiên nhìn thấy trần di vẫn cương nghị mà bảo trì dáng vẻ tươi cười hắn có chút hiểu được vì sao lâm soái sư huynh thà rằng ném đi thể diện của mình lại vẫn muốn cưới trần di làm vợ năm đó hắn cùng với mạc huynh thành không phải cũng đã gặp phải rất nhiều phản đối hay sao khóe miệng trần tuyết và hoắc nham co giật chỉ có điều bị ánh mắt của trần phụ ngăn lại vẫn chưa lập tức phát tác lễ đã xong Mọi người cùng cất lời tặng quà chúc phúc. Cả khách và chủ đều đã ngồi xuống, Trần phụ mở miệng nói, "Trần Ngạo, Trần Tuyết, các ngươi tới giúp một tay an bài đi." "Dạ." Trần Ngạo cùng vài người gật đầu, đi xuống an bài vị trí cho khách nhân. Đầu tiên, bọn họ đi tới trước một vị trung niên mặc lam y, không người bái lại nói, "Mời phương tiền bối ngồi ghế trên." "Này sao có thể được?" Ghế trên lưu lại cho người chí thân, vị trung niên mặc lam y lắc đầu cười nói, phương huynh cũng đừng khách khí ngươi không ngồi ghế trên thì ai có thể ngồi trần phụ tự mình tiến lên hạ thấp người nói người này thân phận cao quý đến từ một gia tộc rất mạnh cách đây không xa lắm thuộc về thế lực tiên vương trong gia tộc còn có một vị cường giả cấp bậc tiên vương hắn cùng trần phụ có chút giao tình bởi vậy mới được mời tới tham dự tiệc trụ lần này đã như vậy thì từ chối cũng thật bất kính vị trung niên mặc lam y gật đầu vị trung niên lam y ngồi ở vị trí ngay đầu yến hội không ít người đều chắp tay thăm hỏi hắn bắt chuyện với hắn đám người trần ngạo trần tuyết lại tiếp tục đi vào an bài chỗ ngồi cho khách nhân tần vấn thiên cùng người của trượng kiếm tông lại bị gạt sang một bên hoàn toàn bị quên lãng mắt thấy vị trí đã muốn ngồi đầy ngay cả nha hoàng thị nữ đều đã ngồi ở cuối cùng rồi vậy mà người của trượng kiếm tông vẫn chưa được sắp xếp chỗ ngồi lúc ấy trần tuyết và hoắc nham mới đi tới hoắc nham cười nói các vị xin lượng thứ lúc trước không biết lâm soái cũng có sư môn bởi vậy đã không chuẩn bị kịp ghế khách. Không bằng các vị tạm đến ngồi ở phía cuối cùng có được không? Sắc mặt mọi người trong trượng kiếm tông đều lạnh lùng, Diệp Lăng Sương càng lạnh nhạt nói, đây là lễ nghi của Trần Gia à, vốn cũng không có mời môn phái của ngươi, bản thân mặt dày đến đây, lẽ nào lại muốn ngồi ghế thượng vị? Dựa vào thân phận của các ngươi, Trần Tuyết lại không chút khách khí nhỏ giọng nói, các ngươi biết vị phương tiền bối trên thượng vị là người phương nào không? là cường giả đến từ Tiên Vương gia tộc đó. Các ngươi cảm thấy mình xứng đáng ngồi chung một chỗ với người như vậy sao?" Lâm Soái đứng ở lễ trên đài, trên mặt hắn vẫn chưa nhếch lên được một nụ cười vui vẻ. Hôm nay là ngày vui của hắn, hắn chẳng để ý tới mặt mũi của mình, không nghĩ tới người của Trần gia lại tận lực ghét bỏ người trong sư môn của hắn. Những lời của Trần Tuyết nói, hắn nghe không sót một chữ. "Các vị gia nhân nếu như chưa có chỗ ngồi, vậy thì có thể ngồi chật một chút cũng được có người thanh niên nhìn về phía mỹ nữ bên trượng kiếm tông vừa cười vừa nói trong giọng nói có vài phần trêu chọc người thanh niên ấy đồng dạng đến từ một vọng tộc bởi vậy cũng không kiên kỵ vị phương tiền bối kia vẫn luôn nhìn về phía tầng vấn thiên bên trượng kiếm tông sâu trong đôi mắt mơ hồ có một tia phong quang hắn quay sang trần phụ hỏi thanh niên tuấn giật mặt bạch y kia tên gọi là gì vậy bọn họ là người trong sư môn của lâm soái người này hẳn là sư đệ của hắn chỉ có điều hẳn là cũng có chút cơ duyên khí chất của hắn bất phàm khí tức nội liễm không cảm giác được tuy nhiên hai vị nữ tử bên cạnh hắn dường như là nhân vật cảnh giới tiên thai trần phụ khẽ nói hắn ngược lại không quan tâm tới mấy cường giả tiên thai dù sao thì trong đám khách nhân cũng có rất nhiều cường giả tiên thai không biết tên họ sao vị trung niên lam y hỏi trước đó hình như nghe thấy lâm soái gọi hắn là tần sư đệ có cần ta hỏi lâm soái một chút không trần phụ nói tần vị trung niên lam y trong lòng khẽ run xem ra là đúng thật rồi phương gia hắn đây chính là thế lực tiên vương tại vân châu thành thế lực cấp bậc như vậy làm sao dám quên thiên biến tiên môn được đây ở phương gia hắn cũng có rất nhiều tin tức tình báo cùng với bức họa chân dung của những nhân vật quan trọng tại thiên biến tiên môn trong đó có một nhân vật vô cùng trọng yếu một thanh niên tên là tần vấn thiên xem ra phải báo cho lão tổ đến đây một chuyến dù sao thì hắn cũng không có đủ tư cách để nói chuyện với người có thân phận như vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha